Cứ vì cái em vào đăng nhập vào nó có thời gian cái em đăng nhập, thầy biết em nào đăng nhập muộn, cái em thầy cho muộn là tối đa là 15 phút nha. Đấy, nếu mà từ 15 phút trở ra thì cứ bị muộn trong phạm vi nói thầy sẽ trừ nửa điểm chuyên cần nha. Ra chơi vào muộn thì cũng trừ điểm, trừ nửa điểm chuyên cần. Thế còn thực ra các em phải chú ý là để muộn 15 phút như thế là nó rất nguy hiểm, là cái đoạn đầu các em không nghe được, khi trình bày mà đoạn đầu không nghe được thì trình bày đoạn đầu mà các em không nghe được thì cái đoạn sau nghe nó rất là khó hiểu, dễ buồn ngủ. Tại vì thế giờ đây là thực ra chúng ta phải chú ý là vào đúng giờ là như thế, đúng giờ thực ra thì chủ yếu là mục đích là để nghe từ thực từ những cái đoạn đầu của bài giảng, chúng ta mới tiếp thu đoạn sau nó mới thuận lợi được. Đấy, cho nó tiết kiệm thời gian. Đấy, không đến lớp thì lại không hiểu, sau về để đọc giáo trình mất thời gian. Đấy thì chú ý như thế, thế còn vẫn cứ cố tình muộn thì thầy trừ điểm thôi. Đó. Cứ quá 15 phút. Khi đến lớp thì quá 15 phút thì trừ, còn ra chơi thì quá 10 phút thôi nhá. Ra chơi thì không được muộn nhiều quá. Ra chơi mà vào muộn quá 10 phút là thầy sẽ trừ nửa điểm chuyên cần. Thế Em thứ mời nhất. thầy, em xin phép em điểm danh ạ. Được rồi, vẫn vẫn trong phạm vi thôi, cứ nghe thầy thầy giảng nhé. Thầy chưa điểm danh. Cứ nghe thầy phổ biến đó. Thế giờ bây lúc ra chơi vào lớp ý, thì thầy sẽ có cái form để các em tích để thầy biết là ai vào muộn hay không. Thế còn cái lúc đầu buổi học thì các em đăng nhập vào thầy biết rồi, ai vào muộn ai vào sớm là thầy biết rồi. Thế còn để kiểm soát cái lúc ra chơi vào có đúng không thì đến và giờ vào lớp là thầy sẽ làm cái form điểm danh để các em tích vào chữ có mặt ấy. Đấy, là được rồi, thì lúc nữa thầy sẽ hướng dẫn. Đấy, thì cách thức thầy kiểm soát cái các em đến lớp và vào trong giờ ra chơi, khi hết giờ ra chơi là như vậy. Và chỉ ra chơi một lần thôi để cho nó hiệu quả. Để cho thầy sẽ bố trí ra chơi ít nhất là 15 phút cho các em để cho thoải mái. Sau đó hết giờ ra chơi cái các em phải vào đúng giờ, thầy sẽ tạo form điểm danh để các em tích vào. Thế còn về nghỉ học ấy thì môn này là 40 tiết rồi. 40 tiết thì chia thành 13 buổi. Thực ra còn thiếu một tiết của các em rồi. Thế 13 buổi thì các em chỉ được nghỉ tối đa 12 25% thôi, đúng không? Nếu các em nghỉ 3 buổi thì không sao, chứ nghỉ đến buổi thứ tư nó quá quá 25% rồi. Thế nên các em chú ý là điều chỉnh cái số buổi nghỉ của chúng ta, đúng không? Tất nhiên cố gắng đi học đủ đi, nghỉ là bất khả kháng thì nghỉ. Nhưng mà nghỉ cũng không được quá 3 buổi. Nghỉ đến buổi thứ tư thì các em phải học lại nhé. Các em chú ý như vậy. Khi nghỉ thì kể cả có phép hay không phép rồi, thì cũng đều bị tính vào cái số lượng buổi nghỉ. Thế thì có phép và không phép nó khác nhau là nếu các em nghỉ có phép, các em xin phép thầy thì thầy không trừ điểm chuyên cần. Thế còn nghỉ không phép ấy, thì cứ mỗi buổi nghỉ thầy sẽ trừ một điểm chuyên cần. Đấy, trừ thì trừ vào cái điểm chuyên cần chúng ta có 10 điểm đấy, thì thầy trừ vào đó. Thế còn cũng có cộng, cộng là trong trong lớp chúng ta tích cực phát biểu rồi. Đấy, tùy cái vấn đề nó khó hay dễ thì thầy sẽ cộng thêm điểm. Thông thường là giải quyết được những vấn đề ở mức trung bình thì thầy sẽ cộng cho nửa nửa điểm. Thế còn vấn đề khó hơn thì có thể cộng thêm 1 điểm. Và khi cộng thì sẽ cộng vào điểm kiểm tra giữa kỳ các em nha. Cộng vào điểm kiểm tra giữa kỳ. Thế còn trừ thì trừ vào điểm chuyên cần. Đấy, nên là cũng có lợi cho các em rồi. Vì điểm chuyên cần hệ số 0,3, còn điểm giữa kỳ, điểm kiểm tra giữa kỳ là hệ số 0,7. Để còn trong quá trình học thì các em cứ tích cực phát biểu ý kiến thì cũng không có phải qua e ngại là sai đúng sai gì cả, vì chúng ta mới học, đúng sai là chuyện bình thường thôi. Để quan trọng là tinh thần chúng ta phát biểu thể hiện cái quan điểm, cái suy nghĩ của mình. Đấy thì em không có vẻ ngại gì cả, chúng ta cứ phát biểu thoải mái.
Cái đấy là một số những cái quy định để các em chú ý để làm sao chúng ta học cho nó hiệu quả. Đấy, ví dụ như hôm nay là nếu chúng ta có 71 người, bây giờ đến giờ mới có 62 này. Đấy, các em chú ý nhắc các bạn. Đấy, cái buổi sau mà cứ nghỉ nhiều này là thứ nhất là bị trừ điểm chuyên cần, thứ hai là nếu nghỉ quá thì coi không được kiểm tra, không được thi cuối kỳ. Nào thế giờ thầy bắt đầu vào cái môn học nha. Thế tên môn học của chúng ta là cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Khi các em học thi thì thực ra là chúng ta cũng đã được giới thiệu khá nhiều giải thuật rồi. Sau đó là từ khi biết khi tức là bài toán ấy, đưa ta các em tiếp cần được khá nhiều bài toán và cũng biết được cái giải thuật để giải quyết các bài toán đó rồi. Và khi biết giải thuật chính là thuật toán ấy, thì chúng ta này cũng thầy cũng hướng dẫn các em viết chương trình rồi. Khi viết chương trình thì chúng ta cũng biết cách khai báo dữ liệu này, sau xử lý dữ liệu rồi, để đưa ra kết quả ra. Thế thì cảm thấy như thế là cũng khá đủ rồi, đúng không? Thế thì theo các em tại sao chúng ta lại phải học cái môn này? Đấy, về về mặt cảm nhận thôi. Các em tại sao chúng ta lại phải học thêm cái môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật nữa? Trong khi cảm tưởng như học C là cũng đủ dùng rồi, đúng không? Ra cuộc gặp bài toán là cuộc sống nó cũng có thể giải quyết được rồi. Thì tại sao phải học môn này nữa? Theo các em thì sao? Đấy, em nào có thể bật mic lên nói hoặc là có thể viết vào cửa sổ chat được. Đây, bạn Phan Trọng Khiêm nói là để giải quyết các bài toán khó và phức tạp hơn. Đấy, rất chính xác đấy, đúng không? Còn gì nữa không các em? Nó vẫn còn đấy, đúng không? Khiêm nói một ý này là đúng rồi, chính xác rồi, rồi nhưng vẫn còn những ý khác nữa, đúng không? Đấy, Nguyễn bạn Hào nói là để tối ưu thuật toán, cũng đúng. Bạn Huy nói là để giải quyết các bài toán nhanh hơn và hiệu quả hơn, cũng đúng. Để tổ chức dữ liệu và thuật toán đây bạn bạn Minh thì bảo để có thể tái sử dụng nó ở một dự án khác. Tái sử dụng thì đúng rồi, cũng vẫn là vẫn đúng, đúng không? Đấy, bạn Triều thì nói là học cấu trúc dữ liệu giải thuật là để sinh viên tiếp cận với việc thiết kế xây dựng phần mềm cũng như sử dụng các công cụ lập trình. Cái này thì chưa đúng lắm đâu em ạ. Cấu trúc dữ liệu nó không liên quan đến công cụ lập trình hiện đại đâu, nó thuần túy lý thuyết thôi em nhé. Cái môn này thì học lý thuyết thôi. Bạn anh Minh thì bảo là để thời gian sửa lỗi và tạo mới sẽ được rút ngắn. Đấy, cũng có ý đúng. Đấy, nói chung các em đưa ý kiến nha, đều có ý đúng cả nhé. Thế giờ tổng hợp lại thì thầy bật cái điện đi. Tổng hôm nay thì chúng ta xem giáo trình nhá, giáo trình học môn này là giáo trình như nào. Bây giờ thầy sẽ chia sẻ với em cả màn hình để các em tiện theo dõi.
đấy thầy đã share cả màn hình nha, nếu các em không nhìn thấy đi thì báo thầy. À, thế về giáo trình thì nếu các em search trên mạng thì nhiều lắm, đó, giáo trình cấu trúc nhiều thể thuật rất nhiều, vì là cái môn này cũng là cái môn kinh điển, cũng dễ viết, hầu hết là các trường đều viết giáo trình cho mình. Thế học viên mình thì được thầy được phân công viết vào năm 2013, đó, này, giáo trình này thì các em có thể mượn trên thư viện, nhưng mà giờ đang giãn cách thì không vào môn được, nên thầy sẽ chuyển cho các em bản mềm, thầy chuyển rồi đấy nhá, các em vào trong cái mục tài liệu ở kênh Zeraland có đấy. Đấy, tên thầy là Nguyễn Văn Phát đây. Đấy, năm 2013 thì học viện quyết định cũng phải viết gốc, viết trong độ hơn tháng hè thôi, do vậy là cũng có một số lỗi. Nếu các em đọc cái bản mượn thư viện thì sẽ có phải đến độ hơn chục lỗi. Thì còn cái bản này là thầy cũng chỉnh, có thể nói là hết rồi. Để các em có thể sau cứ đọc nó có lỗi nào phát hiện thì báo thầy. Đấy thì chúng ta thử xem cái lời mở đầu xem nói thế nào nha. Đây lời nói đầu đây. À, cấu trúc dữ liệu và giải thuật là một trong những môn học cơ bản của sinh viên ngành công nghệ thông tin. Các cấu trúc dữ liệu và giải thuật được xem như là hai yếu tố quan trọng nhất trong lập trình. À, đúng như câu nói nổi tiếng của Nick Nowitzki, chương trình thì bằng cấu trúc dữ liệu cộng giải thuật của Program bằng Data Structure cộng Algorithm. À, nắm vững các cấu trúc dữ liệu và giải thuật là cơ sở để sinh viên nâng cao thêm về kỹ thuật lập trình, về phương pháp giải bài toán trên máy tính. À, vì thực ra khi chúng ta học C thì chúng ta mang tính là tiếp cận, gọi là nhập môn về kỹ thuật lập trình thôi, và phương pháp giải bài toán thôi, chứ còn chúng ta chưa có kỹ thuật, chưa có tính chuyên nghiệp ở đâu. Thế nên học cái môn này để chúng ta nâng cái tầm chuyên nghiệp nó lên, và thứ hai là để giải quyết những bài toán khó như các em cũng vừa nói đấy. C chúng ta chỉ đọc chỉ liên quan đến bài toán nó đơn giản thôi, nên nó cũng chưa cần phải yếu tố kỹ thuật phân tích ở đây cả. Còn giao cuộc sống chúng ta sẽ gặp nhiều bài toán nó phức tạp, cần phải có kỹ thuật, phải có biết cách phân tích. Đấy thì cũng biết chúng ta phải học môn này là ý là như vậy. À, ra đây nắm vững cấu trúc dữ liệu giải thuật là cơ sở để sinh viên nâng cao thêm về kỹ thuật lập trình, về phương pháp giải các bài toán trên máy tính, từ đó tiếp cận với việc thiết kế và xây dựng phần mềm cũng như sử dụng các công cụ lập trình hiện đại. À, đồng thời cũng giúp sinh viên có khả năng đi sâu thêm vào các môn học chuyên ngành. Nên đây là cái nền tảng các em học những cái môn khác như môn cơ sở dữ liệu này, trí tuệ nhân tạo này, hệ chuyên gia, chương trình dịch, hay là công nghệ phần mềm, quản lý dự án phần mềm, phân tích hệ thống thông tin. Thế thì cấu trúc dữ liệu giải thuật thì nó cũng rất nhiều nội dung, còn nhiều nội dung khó nữa, nhưng mà đây vì cái môn này thời lượng chỉ 2 tín chỉ thôi, tương đương 45 tiết. Thế do vậy là cũng chỉ trình bày những vấn đề cơ bản thôi các em nha. Thế còn những vấn đề cao hơn thì các em có thể trên cái nền này các em có thể đọc tài liệu được rồi. Thế còn nội dung của giáo trình thì chưa được chia thành 7 chương. Chương 1 trình bày mối quan hệ giữa cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Các vấn đề liên quan đến cấu trúc dữ liệu, ngôn ngữ dùng để diễn đạt giải thuật. Chương 2 trình bày phương pháp thiết kế giải thuật, cách đánh giá độ phức tạp tính toán của giải thuật. Đấy, cái chương này ý là gặp những cái bài toán lớn thì chúng ta thiết kế nó như thế nào. Và khi đã có giải thuật rồi chúng ta phải đánh giá xem giải thuật nào hiệu quả hơn, giải thuật nào chạy nhanh hơn. Đấy là cái nội dung của chương 2. Ở chương 3 chúng ta tìm hiểu vấn đề về giải thuật đề quy, cách thiết kế một số giải thuật đề quy. Thế giải thuật đề quy thì học sinh là các em cũng biết qua rồi đúng không?
nó có hàm nội quy đấy, họ gọi chính nó là hàm nội quy, nhưng mà đấy là chúng ta chỉ nói cũng mang tính nhập môn thôi. Thì đến đây đến chương 3 chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ thêm về về giải thuật nội quy. Còn chương 4 thì trình bày các cấu trúc dữ liệu được sử dụng thông dụng nhất như mảng này, danh sách này, ngăn xếp này, hàng đợi này, danh sách móc nối đơn, danh sách móc nối kép này, danh sách móc nối vòng này, cùng với các phép toán trên các cấu trúc dữ liệu này, những cái ví dụ ứng dụng. Nên cái chương 4 cũng là cái chương rất nhiều nội dung động đến những cái cấu trúc dữ liệu chúng ta gần như là hay dùng nhất rồi. Chương 5 thì chuyên trình bày về cây, em nha. Chương 5 ta sẽ trình bày về cấu trúc dữ liệu cây. Cấu trúc dữ liệu cây cũng có rất nhiều ứng dụng trong học máy tính, trong đó đặc biệt là cây nhị phân. Đó. Sẽ tập trung trình bày sâu vào cây nhị phân. Cây chỉ có tối đa hai con, nhị là hai. Đây là nội dung của chương 5. Trong đó có trình bày những các cách cài đặt cây và phép duyệt cây. Chương 6 thì trình bày về các giải thuật sắp xếp từ đơn giản đến phức tạp. Để khi các em học C thì các em cũng cũng gặp một bài toán sắp xếp đúng không? Đấy, khi có một cái bài nó chắc thuộc câu dễ thì biết chương trình sắp xếp dãy số theo chiều tăng dần gì đấy. Thì chúng ta cũng cũng dùng một giải thuật, nhưng mà chắc chúng ta cũng không không để ý đến giải thuật nó tên là gì và nó thuộc loại đơn giản hay phức tạp, để nó hiệu quả hay không hiệu quả. Đúng. Thế còn đến chương 6 này chúng ta sẽ có thể nói là học bài bản về các giải thuật sắp xếp, sẽ trình bày ba phương pháp đơn giản, ba phương pháp phức tạp và đánh giá hiệu quả của từng phương pháp. Là vì cái bài toán sắp xếp là bài toán gặp rất nhiều trong cuộc sống. Bài toán thứ hai cũng gặp nhiều trong cuộc sống chính là bài toán tìm kiếm. Đấy, giờ đây nó sẽ được giải quyết ở chương 7. Ở chương 7 chúng ta sẽ tìm hiểu các giải thuật tìm kiếm như tìm kiếm tuần tự, tìm kiếm nhị phân, khái niệm cây nhị phân tìm kiếm cùng với giải thuật tìm kiếm có bổ sung và phép loại bỏ trên cây nhị phân tìm kiếm. Để trong đó cũng trình bày việc đánh giá độ phức tạp của các giải thuật và so sánh hiệu quả tìm kiếm cho các giải thuật. Thì đấy là giáo trình chúng ta có chúng ta sẽ học 7 cái chương như vậy. Thế còn đề cương chi tiết thì như thế nào, thì đây Thành cho các em xem qua đề cương chi tiết này. Đây đề cương chi tiết của cái môn cấu trúc dữ liệu giải thuật. Đấy, đề cương chi tiết này viết để xây dựng chương trình đào tạo công nghệ thông tin đấy. Như vậy là viết phải đầy đủ các mục rồi, và có cả đáp ứng các chuẩn đầu ra rồi. Ở đây về bố cục và phân bổ số tiết cho các chương này. Đấy, chương 1 ví dụ 2 tiết lý thuyết này, chương 2 thì 2 tiết lý thuyết, 1 tiết bài tập, 1 tiết thảo luận này. Đấy thì các em thấy là không có thực hành nha, cái môn này chúng ta không có thực hành. Và các em chú ý là kiểm tra giữa kỳ là sau khi học xong chương 5 nha. Sau khi học xong chương 5 là sẽ kiểm tra giữa kỳ, nhưng mà thực ra đây là viết để cho học truyền thống trên lớp. Thế còn bây giờ lại học trực tuyến thế này thì thầy sẽ thay đổi cái hình thức kiểm tra giữa kỳ. Sau thầy sẽ báo các em xong. Thì tổng số tiết là 40 tiết. Đấy, nội dung các chương thì nó có giống như mục lục của cái giáo trình. Tài liệu tham khảo đây thì như thầy nói là trên mạng rất là nhiều, nhưng các em có thể tham khảo những cái cuốn mang tính có nói thể nói là cô đọng và hay nhất đó. Đấy, có 14 cuốn này cả cả tiếng Việt cả tiếng Anh ấy, các em có thể tham khảo thêm. Thế còn để hiểu bài và có thể thi tốt thì cứ cuốn giáo trình thầy viết là các em cũng đủ rồi. Thế còn những cái kia nó mang tính mở rộng, để các em mở rộng thêm.
Được rồi, thế giờ thầy này bắt đầu nội dung bài giảng chính nhá. Thầy này quay này, dừng chia sẻ toàn màn hình này. Đấy, để thầy tải nội dung chương 1. Nếu như đến nội dung bài giảng nào thì thầy sẽ tải lên và nó sẽ có ở trên kênh ấy, thì em sau buổi giảng thì các em có thể tham khảo thêm nội dung bài giảng trên kênh slide trên kênh của slide thì mang tính tóm tắt, thế còn để cho tham khảo đầy đủ thì các em tham khảo trong giáo trình. Nhưng mà trong slide thì các em chú ý là cũng có ưu điểm là thầy có thể thầy vẫn để dễ hiểu cho các em, thầy vẫn đưa thêm những cái ví dụ, do vậy là nó cũng bổ sung thêm trong giáo trình nữa. Nên là các em kết hợp tham khảo song song cả hai cái, cả slide cả giáo trình sẽ hiểu bài nó tốt hơn. Nào chúng ta vào nội dung chương 1 nha. Chương 1 có tên là giới thiệu chung. Để chương này thì có 3 nội dung. Nội dung thứ nhất là trình bày về mối quan hệ giữa cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Nội dung 2 là trình bày cấu trúc dữ liệu và các vấn đề liên quan. Nội dung thứ 3 là trình bày về ngôn ngữ diễn đạt giải thuật. Ở đây em Minh Anh bảo môn này thi như thế nào thì môn này thi tự luận các em nhé, tự luận. Có cả phần bài tập, có cả phần viết code, có cả lý thuyết. Thế sau thầy sẽ hướng dẫn cụ thể. Thế giờ chúng ta vào nội dung thứ nhất là mối quan hệ giữa cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Để muốn biết nó có quan hệ như thế nào thì chúng ta lại phải xem cái khái niệm cấu trúc giải thuật là gì, đúng không? Cấu trúc dữ liệu là gì? Chỗ này thầy quên chữ giải thuật nó rồi. Mối quan hệ giữa cấu trúc dữ liệu và giải, thiếu chữ giải thuật. Các em thấy khi chúng ta học C thì chúng ta lại dùng cái từ thuật toán, đúng không? Đây là dùng từ giải thuật. Hai từ này nó có hai khái niệm này nó có gì giống khác nhau không? Thì các em thấy cơ bản là nó giống nhau nhá, nó chỉ khác nhau là cái từ thuật toán ấy, thì người ta quan tâm đến các phép xử lý thôi, người ta nhấn mạnh đến các phép xử lý. Cái còn giải thuật ấy, thì người ta quan tâm đến cả dữ liệu đấy, xử lý trên cái cấu trúc dữ liệu nào. Tại vì người ta dùng từ giải thuật. Môn này là bàn đến cả cấu trúc dữ liệu. Như vậy là cái không dùng từ thuật toán nữa, tôi dùng từ giải thuật. Giải thuật liên quan đến quan tâm đến cả dữ liệu này. Thế thì ý là như vậy. Thế do vậy chúng ta vẫn có thể coi hai cái từ này nó cũng coi như tương đương nhau. Thế thì nếu coi tương đương nhau thì học C là các em cũng biết khái niệm thuật toán rồi, đúng không? Ai còn nhớ khái niệm thuật toán, Vật Minh nói thầy xem nào. Thuật toán là gì các em? Em cho thầy, em xin phép trả lời câu hỏi của thầy ạ. Em trả lời đi. Em thưa thầy, thuật toán là việc mình sử dụng code để giải một bài toán ạ. Và tùy theo nhiều cách thì một bài toán có thể được giải theo nhiều cách khác nhau. Và cũng tùy theo người viết thì code của họ cũng sẽ trở nên khác nhau tùy vào từng ngôn ngữ. Được rồi, cảm ơn em. Em nói như thế là chỉ nói được cái bề mặt thôi, chưa nói được cái nội dung bên trong của thuật toán, đúng không? Nói được cái mặt ngoài thôi, còn cái nội hàm bên trong, cái nội dung bên trong. Đấy. Đấy, cho vậy em nào có thể nói sâu hơn nào?
Có ai nhớ không? Còn nhớ không? Phạm Ngọc Thanh à? Em nào nói thì bật mic to lên chút em, bật mic to. Phạm Ngọc Thanh đây, em nói to một chút đi, mic hơi nhỏ vậy. Vâng, thầy nghe rõ chưa? Rõ rồi đấy, em nói đi. Em thực thời là thuật toán là một chuỗi hữu hạn các lệnh. Mỗi lệnh có một ngữ nghĩa rõ ràng và có thể thực hiện với một lượng hữu hạn tài nguyên trong một khoảng thời gian hữu hạn. Và đặc biệt là thuật toán phải kết thúc sau khi thực thi số lệnh hữu hạn đó. Được rồi, em nói có ý đúng đấy, nhưng mà vấn đề là mình lại dùng từ chuyên môn, đúng không? Dùng từ chuyên môn. Em chú ý là khái niệm thuật toán ấy thì người ta cố gắng là tránh cái từ chuyên môn nha, ví dụ câu lệnh, câu liếc đó. Tránh từ chuyên môn nha, để cho những người thường cũng có thể hiểu được. Thuật toán về mặt nói nôm na dễ hiểu, nó là quy trình thực hiện một cái gì đó, đúng không? Với cái quy trình đó thì người thường người ta cũng có thể để làm được, đúng không? Ví dụ thuật toán giải phương trình bậc hai chẳng hạn, nó chưa liên quan đến câu lệnh gì cả, đúng không? Đấy, thế thì bây giờ chúng ta lại quay lại cái định nghĩa chính thống nha. Thì thuật toán là một hệ thống chặt chẽ và rõ ràng các quy tắc, đúng không? Thế nó là một hệ thống chặt chẽ và rõ ràng các quy tắc. Các quy tắc này mục đích làm gì? Để xác định một dãy các thao tác trên các đối tượng. Quy tắc này để xác định dãy các thao tác trên các đối tượng. Các đối tượng đây chính là dữ liệu. Và vấn đề là làm sao đó để sao cho một số hữu hạn nữa thực hiện để chúng ta phải thu được kết quả mong muốn. Đấy là thuật toán. Đây bắt đầu chúng ta bắt đầu nhá. Thì để giải quyết một bài toán trên máy tính điện tử ấy, thì chúng ta phải thực hiện một số bước. Đấy, ví dụ như đầu tiên là chúng ta phải phát biểu bài toán này, nếu yêu cầu bài toán này, xác định dữ liệu vào là gì này, dữ liệu ra là gì này. Đấy là bước đầu tiên. Sau bước đó là một cái bước rất quan trọng là khi chúng ta đã biết yêu cầu bài toán rồi, biết là dữ liệu vào là gì, dữ liệu ra là gì, chúng ta phải tìm ra giải thuật, đúng không? Để giải quyết. Đấy, thì bước thứ hai là bước tìm ra giải thuật. Thì cái bước này quá quan trọng, đúng không? Không có cái bước này thì chúng ta sẽ tắt hết cái bước đằng sau. Thì khi có thuật toán rồi thì bắt đầu là chúng ta viết code, đúng không? Viết code xong thì rà soát lỗi, đấy, vân vân. Có những cái bước đằng sau nữa. Thế còn rõ ràng trong cái hành trình giải một bài toán trên máy tính thì cái bước có thể nói là quan trọng nhất là cái bước tìm ra giải thuật, giải quyết bài toán. Thì đây giải thuật như thầy vừa nói đây, còn được gọi là thuật toán này. Một hệ thống chặt chẽ và rõ ràng các quy tắc nhằm xác định một dãy các thao tác trên những đối tượng, đúng không? Đấy, các quy tắc mục đích để xác định dãy các thao tác trên những đối tượng. Những đối tượng đây chính là dữ liệu. Sau một số hữu hạn bước thực hiện thì ta thu được kết quả mong muốn. Đấy, thì để dễ hình dung thì chúng ta lại quay lại cái thuật toán giải phương trình bậc hai, thuật toán giải phương trình bậc hai ax bình cộng bx cộng c. Thế thì các quy tắc ở đây là gì? Các quy tắc ở đây có thể nói là chính là quy tắc là đầu tiên là phải nhập các số abc đã, đúng không? Sau khi nhập abc rồi chúng ta đưa ra quy tắc kính delta, đúng không? Quy tắc kính delta. Thế thì sau khi có quy tắc kính delta rồi chúng ta có quy tắc là kiểm tra delta d đấy. Và đưa kiểm tra lên ra thì tùy trường hợp có thể đưa ra câu thông báo, có thể đưa ra quy tắc kính nghiệm đơn, kính nghiệm kép, thì đấy chính là các quy tắc. Và rõ ràng các quy tắc này nó nhằm xác định dãy các thao tác trên các dữ liệu, trên các đối tượng dữ liệu. Đấy, thao tác của dữ liệu chúng ta đây là thao tác nhập vào này, thao tác tính này, đúng không? Thao tác kiểm tra này, đấy là chính các thao tác. Và các thao tác này thì sao cho là thực hiện là chỉ thông qua một số hữu hạn bước thôi, đúng không? Các thao tác này chỉ được thực hiện thông qua một số hữu hạn bước thôi. Ở đây nó thể hiện là chúng ta làm đến bước 6 chúng ta dừng, ta đưa ra kết quả mong muốn. Đấy, thì đấy em thấy là rõ ràng cái khái niệm thuật toán nó phản ánh đúng cái áp đúng như cái ví dụ giải phương trình bậc hai này, đúng không? Đấy, ví dụ điểm qua nhá, thì đầu tiên chúng ta phải nhập các hệ số ABC này, sau đó bước 2 là chúng ta tính delta này.
Thầy nhắc lại một chút, trình tự thực hiện thuật toán, cái nghĩa là trình tự thuật toán tức là từ trên xuống dưới đúng không, cứ từ bước 1 đến bước cuối cùng, nếu không có những cái bước chuyển. Đấy, chỗ nào muốn bỏ qua cái thứ tự này thì chúng ta phải phải có chữ chuyển, còn không là cứ từ trên xuống dưới. Do vậy đầu tiên nó sẽ bước 1 là sẽ nhập hệ số ABC thì không thấy chuyển gì đấy, xuống bước 2 tính delta, tính trong delta thì không thấy gì, nó nhảy xuống bước 3. Bước 3 bắt đầu mới hỏi nếu delta nhỏ hơn 0 thì đưa ra thông báo vô nghiệm. Đấy, lúc này chúng ta phải đưa thêm lệnh chuyển đúng không? Thông báo vô nghiệm xong thì chuyển xuống bước 6, bỏ qua 4 5, 4 5 không cần nữa. Đúng không? Thế giả sử delta này không phải nhỏ hơn 0 thì coi như bước 3 không được thực hiện, bước 3 không được thực hiện thì nhảy xuống bước 4. Bước 4 hỏi delta có bằng 0 không? Đúng không? Nếu bằng 0 thì tính nghiệm kép đấy. Đây chấm chấm đấy, đúng không? Chỗ này không quan trọng, này không cần biết kỹ đâu, cũng không đủ diện tích. Thế giả sử delta bằng không, hỏi bằng không không cũng không phải thì bước 4 cũng được thực hiện, thì nó nhảy xuống bước 5, đúng không? Bước 5 thực ra là cũng không cần hỏi delta dương nữa, thì xuống đây có 3 trường hợp thì hiển nhiên nó dương rồi, đúng không? Để thấy cho nó rõ thôi, đến bước 5 thì hiển nhiên nó dương rồi. Thế thì chúng ta tính nghiệm ra, đúng không? Tính nghiệm hai nghiệm phân biệt. Tính xong thì lúc này không cần chuyển nữa, không cần có bước chuyển gì cả. Xong năm thì nhiên nó nhảy xuống 6, xuống 6 nó dừng. Và chúng ta sẽ được hết những cái thông báo cho tùy trường hợp của delta. Thế đấy thì các em, đấy thì các em thấy là trong cái thuật toán này thì không có gì người ta dùng đến câu lệnh cả, đúng không? Không không tránh dùng từ chuyên môn này. Đấy, để cho người không hiểu gì về lập trình cũng có thể thực hiện được, đúng không? Đấy, rõ ràng với cái kỹ thuật toán này thì đưa cho người bình thường là người ta những người tất nhiên cũng phải hiểu phương trình bậc hai thì người ta thực hiện được, người ta cũng chưa cần động gì đến câu lệnh gì cả. Mình nói tiếp nha. Và các em thấy là giải thuật chỉ phản ánh các phép xử lý thôi, đúng không? Thế còn đối tượng để xử lý trên máy tính chính là các dữ liệu data đấy, đúng không? Chúng dữ liệu thì dùng để biểu diễn thông tin cần thiết cho bài toán và nó phân ra làm 3 loại: dữ liệu vào, kết quả trung gian và dữ liệu ra. Nào thì cho đến chỗ này thì thầy hỏi các em với cái thuật toán giải phương trình bậc 2 trên ý thì dữ liệu được phân thành 3 nhóm thì ở đây dữ liệu vào là gì, kết quả trung gian là gì và dữ liệu ra là gì với cái thuật toán giải phương trình bậc hai ở slide đầu, slide trước. Dữ liệu vào là A và B, dữ liệu trung gian có thể là delta, dữ liệu ra dữ liệu trung gian là delta, còn dữ liệu ra là x và y. Dữ liệu trung gian là gì em? Dữ liệu trung gian là lúc mà mình tính delta rồi các bước trong trong đấy ạ. Đúng rồi, còn dữ liệu vào, dữ liệu vào là A và B hoặc là C ấy. Đúng rồi, cả A, B, C nha, đúng không? Đấy, chính xác đấy, đúng không? Đấy. Đúng rồi. Thế thì em phân biệt như thế là chính xác rồi. Chúng ta tiếp nha. Đây, đến chỗ này bắt đầu người ta mới nói đến mối quan hệ giữa cấu trúc và dữ liệu và giải thuật đây. Đấy, em chú ý nha. Không thể nói tới giải thuật mà không nghĩ tới giải thuật đó được tác động trên dữ liệu nào. Giải thuật thì phải có cái tác động, giải thuật nó phải tác động vào cái gì? Giải thuật thì hiển nhiên phải tác động vào dữ liệu rồi. Đấy là chiều thứ nhất. Thế còn khi xét tới dữ liệu ấy, thì cũng phải hiểu là dữ liệu ấy cần phải được tác động bởi giải thuật gì để đưa được kết quả mong muốn. Dữ liệu mà cứ đứng im thì cũng chả làm cái gì cả. Dữ liệu phải được xử lý, đúng không? Xử lý thì phải nhờ thuật toán nó xử lý xong thì nó sẽ đưa ra kết quả mong muốn. Đấy là mối quan hệ giữa cấu trúc dữ liệu giải thuật, đấy là cái ý đầu tiên thôi, cái này nó chưa phản ánh kỹ, để em xem tiếp nha. Bản thân các phần tử dữ liệu ấy, thì thường có mối quan hệ với nhau, các phần tử thì hiển nhiên nó phải liên kết với nhau, quan hệ với nhau rồi, đúng không? Ngoài ra nếu chúng ta biết tổ chức chúng theo các cấu trúc dữ liệu thích hợp ấy, thì việc thực hiện các phép xử lý trên các dữ liệu sẽ càng thuận lợi hơn, đạt hiệu quả cao hơn.
Ý tức là ban đầu nó đã liên kết rồi, liên kết với nhau rồi. Nhưng mà nếu chúng ta biết tổ chức nó theo cái cấu trúc phù hợp thì chúng ta có thể triển khai các phép xử lý hay chính là triển khai giải thuật, nó sẽ thuận lợi hơn, đạt hiệu quả cao hơn. Ý của cái chỗ này là như vậy. Thế thì để minh họa cho ý này chúng ta sẽ dừng ở slide, à sẽ minh họa slide sau nha. Còn tiếp em sang cái ý thứ tư này. Ý thứ tư này thầy sẽ minh họa ngay này. À, với một cấu trúc dữ liệu đã chọn, ta sẽ có giải thuật xử lý tương ứng. Đúng. Cấu trúc dữ liệu thay đổi thì giải thuật cũng phải thay đổi theo. Đấy, chỗ này thì như thế nào đây? Đúng. Ý là đã có một cấu trúc dữ liệu rồi thì chắc chắn là thì tất nhiên là chúng ta sẽ tìm được giải thuật xử lý tương ứng rồi. Đấy, đơn giản ví dụ đây chúng ta có giải thuật là duyệt qua các phần tử của cái cấu trúc dữ liệu đấy. Đúng. Nó có bao nhiêu phần tử chúng ta duyệt đi. Thế thì cho một cấu trúc dữ liệu là chúng ta sẽ tìm ra giải thuật duyệt. Nhưng mà giờ chúng ta đến thay đổi cấu trúc dữ liệu đấy thì ý chỗ này là cái giải thuật duyệt chúng ta cũng phải thay đổi theo, không thể dùng cái giải thuật duyệt trước được. Đây ví dụ đây, đấy, ví dụ đây thầy có hai cấu trúc dữ liệu viết tắt đấy, CTDL, cấu trúc dữ liệu mảng và cấu trúc dữ liệu cây. Rõ ràng các em thấy với cấu trúc dữ liệu mảng thì duyệt quá dễ đúng không? For i từ 1 đến n trừ 1 đúng không? Thì in nó ra. À, for i từ 0 mảng C tính từ 0. Mảng ví dụ có n phần tử chúng ta for i từ 0 cho đến hoặc là nhói lên n đi, 9n trừ 1 nó in các phần tử của mảng ra đúng không? Thế còn với cấu trúc dữ liệu cây này thì rõ ràng không thể for được đúng không? Đấy, với cấu trúc dữ liệu cây mà lại yêu cầu duyệt các phần tử thì chúng ta phải bỏ cái tư tưởng duyệt mảng đi, đúng không? Chúng ta phải thay đổi giải thuật. Giải thuật đây chúng ta phải nghĩ giải thuật khác đi. Rõ ràng giải thuật trong lần này khó hơn. Thì các giải thuật về cây sẽ học trong chương 5. Đấy thì chỗ này ý muốn nói như thế. Nên là cùng một yêu cầu là phải duyệt các phần tử trong cấu trúc dữ liệu. Đấy, nhưng rõ ràng là cái cấu trúc duyệt mảng nó khác cấu trúc duyệt cây. Khi thay đổi cấu trúc dữ liệu là chúng ta phải thay đổi giải thuật, không thể áp dụng duyệt mảng và duyệt cây được. Ý chỗ này là như vậy. Nào thì như thầy nói là slide sau là thầy sẽ nói đến cái chỗ là nó đã có liên kết với nhau rồi, chúng ta cải tiến nó đi thì nó sẽ tốt hơn nha. Slide sau đây. À, giả sử chúng ta đã có một danh sách các trường đại học trên cả nước, danh sách này chưa được sắp xếp. Đây, ví dụ đây, trên trường đại học Bách Khoa này, Thủy lợi, giao thông vận tải, Học viện Kỹ thuật Mã, Ngoại thương, thêm những cái thông tin khác đến địa chỉ điện thoại và có thêm nhiều thông tin khác. Ở đây thì thầy chỉ nói cái chính thôi, chính đây chính là các tên trường thôi, tên của trường. Và bây giờ chúng ta có cái yêu cầu là phải viết chương trình tìm kiếm, đúng không? Tìm kiếm một trường nào đó. Đấy, tìm theo tên, đúng không? Tìm theo tên. Khi tìm ra là chúng ta sẽ biết được địa chỉ là gì, điện thoại là gì và các thông tin khác của trường đó. Đúng. Đấy, ta cần viết một chương trình tìm kiếm theo tên trường. Rõ ràng cách đơn giản nhất chúng ta cứ duyệt đúng không? Duyệt tuần tự các tên trường trong danh sách này cho đến khi tìm thấy. Giải thuật này sẽ có tên là giải thuật tìm kiếm tuần tự. Cứ đi tuần tự từ đầu danh sách cho đến cuối danh sách. Đúng không? Thì rõ ràng giải thuật này thì quá đơn giản rồi. Đúng. Cứ chạy từ trên xuống dưới. Gặp, ví dụ cần tìm học viện kỹ thuật Mã là chúng ta cứ dò từ trên. Đúng. Đầu tiên do Bách Khoa không phải, đến Thủy lợi không phải, giao thông vận tải không phải, đến dòng thứ tư thì thấy là gặp học viện mà cứ Mã rồi chúng ta dừng. Đấy là tại vì tìm kiếm tương tự là như vậy. Rõ ràng giải thuật này đơn giản đúng không? Đơn giản nhưng mà không thể chấp nhận được khi, nó chỉ chấp nhận được khi danh sách ngắn thôi. Còn danh sách chúng ta dài thì rõ ràng là quá mất thời gian. Nhất là lại xuất hiện ở cuối đúng không? Cuối là chúng ta phải đi hết từ đầu đến cuối chúng ta mới thấy. Và cái thời gian tìm kiếm ý, được đánh giá trong trường hợp này ý, trong cái giải thuật tìm kiếm tuần tự này chính là O, cái O đấy người ta đọc là O kìa nhỉ, O N đấy người ta gọi là O lớn, O mở ngoặc N, không có mũ O nhưng người ta cũng đọc như thế, thuật ngữ chuyên môn. Thì cái định nghĩa O lớn ý, thì sang chương 2 là sẽ trình bày kỹ. Ý ở chỗ này chính là
đánh giá thời gian thực hiện nghệ thuật, có thể ví như là nó cần thực hiện bao nhiêu phép tính cơ bản, ý như thế. Và tất nhiên đánh giá thì người ta không thể chính xác đến từng đơn vị một, do vậy người ta dùng cái xấp xỉ đi, xấp xỉ thì người ta cho chữ O vào, ý như thế. Do vậy O mở ngoặc N tức là nó số phép tính thực hiện nó xấp xỉ là bằng N, bằng N. Trong trường hợp này N chính là số trường đại học, hay có thể nói là N là độ lớn của dữ liệu vào. Đấy, em chú ý đấy nha. Ví dụ là chúng ta có N trường đại học thì cái thời gian tìm kiếm ấy. Và các em chú ý là trong chương 2 sẽ học về cái này thôi. Cái đánh giá thời gian tìm kiếm ấy, thì người ta đánh giá trường hợp xấu nhất nha. Thường người ta dùng trường hợp xấu nhất. Trường hợp xấu nhất tức là gì? Tức là phải đi tận đến tận phần tử cuối cùng mới tìm thấy. Phần tử cuối cùng mới tìm thấy. Thì rõ ràng là phải trải qua N phép duyệt, N phép duyệt, vì có N phần tử, N phép duyệt thì mới đến được cái cuối cùng. Thế do vậy là thời gian tìm kiếm của giải thuật tìm kiếm phần tử được đánh giá là ON, xấu nhất nó phải dùng đến N phép toán cơ bản. Thế thì bây giờ chúng ta tìm cách làm sao để cho nó nhanh hơn, nhanh hơn. Nhanh hơn thì chúng ta tổ chức lại cái danh sách này đi, tổ chức lại. Đây nó đang không được, nó đang lung tung, nó không được sắp xếp, thì chúng ta sắp xếp lại đi. Nếu chúng ta biết tổ chức lại cái danh sách trên bằng cách sắp xếp theo thứ tự từ điển của tên trường, thì ta có thể áp dụng một giải pháp tìm kiếm khác. Đây, chúng ta sắp xếp theo vần của tên trường. Rồi đèo quay qua Hà Nội thế ở trước, đến giao thông vận, sau đó giao thông vận tải này, học viện Chuẩn Mã này, Ngoại Thương này, Thủy Lợi này. Thì các em chú ý là khi đã sắp xếp thế này rồi thì rõ ràng chúng ta vẫn cứ tìm kiếm tuần tự thì vẫn được, đúng không? Không sao cả, tìm kiếm tuần tự nó cứ duyệt từ trên rồi xuống, đúng không? Sao nó vẫn tìm, vẫn áp dụng được. Nhưng mà lúc đó nó chỉ phí cái tính sắp xếp của dữ liệu thôi, không tận dụng cái tính sắp xếp của dữ liệu. Trong khi nếu chúng ta biết tận dụng tính sắp xếp dữ liệu này, chúng ta có thể tổ chức cái giải thuật nó hiệu quả hơn. Đấy, ví dụ đây người ta đưa ra một cái giải thuật là tương tự như khi chúng ta tra từ điển. Tra từ điển đây thực ra gọi là tương tự thôi, nhưng mà cũng không đúng hoàn toàn đó. Thực ra tên thật chuẩn của nó chính là tìm kiếm nhị phân, thì sẽ được tìm hiểu ở chương 5. Thế còn tra từ điển đây theo nghĩa là gì? Cần tra từ nào thì chúng ta cứ áng áng, chúng ta mở đôi từ điển ra, mở đúng vào trang giữa của từ điển. Chúng ta cần tìm từ yellow chẳng hạn, màu vàng chẳng hạn, thì chúng ta mở cái trang giữa của từ điển ra, xem cái trang giữa đây nó có từ yellow không. Nếu không có, nếu có thì quá tốt rồi, nếu không có thì chúng ta phải xem cái từ yellow đấy nó lớn hơn những cái từ trong từ điển hay nhỏ hơn những từ trong từ điển. Đấy, trong trường này chúng ta thấy lớn hơn, lớn hơn thì chúng ta bỏ cái nửa đầu từ điển, chúng ta không cần quan tâm nữa. Cuốn từ điển hàng nghìn trang thì chúng ta bỏ được ngay 500 trang đầu, chúng ta không cần quan tâm nữa. Chúng ta lại tìm cái nửa sau, tìm nửa sau từ điển. Tìm nửa sau từ điển chúng ta này vẫn cứ giải thuật đó, chúng ta lại chia đôi cái nửa sau ra. Đấy, xem nó so sánh với cái từ cái trang giữa của cái nửa sau. Đi sau không với tư tưởng đó. Nếu mà đúng ở trang giữa thì tốt rồi, nếu không đúng thì chúng ta lại xem nhỏ hơn hay lớn hơn. Nhỏ hơn thì chúng ta viết nửa sau, lớn hơn chúng ta viết nửa đầu. Đấy, chúng ta cứ chia đôi như thế thì nó rất nhanh hết. Cấp số nhân nhanh thế nào thì cái cấp chia đôi nó giảm nhanh như thế, nó rất nhanh về đến 1. Đấy, ý tưởng như thế. Đấy, ví dụ trong trường này nha, chúng ta danh sách có 5 trường, đúng không? Chúng ta cần tìm học viện kỹ thuật Đoàn Mã. Đấy, cần tìm học viện kỹ thuật Đoàn Mã. Chúng ta so sánh với cái phần tử ở giữa, của nguyên tắc là cái so sánh cái ở giữa, trong trường này ở giữa nó đúng học viện Đoàn Mã luôn rồi, vì có 5 cái thế này thì tốt rồi, thì thấy luôn đấy. Các em thấy là chỉ một cách so sánh đấy là thấy luôn, không phải duyệt gì cả, đúng không? Thế còn trong trường hợp giả sử này kia cần tìm đại học Thủy Lợi, đúng không? Đại học Thủy Lợi thế thì nguyên tắc này cũng so sánh với giữa đây là học viện Đoàn Mã. Thế thì hay là thôi để cho nó phong phú thì cần tìm đại học Bách Khoa đi, cần tìm đại học Bách Khoa vì lúc đấy thầy đã nói yên đâu rồi. Thế cần tìm đại học Bách Khoa thì Bách Khoa thì so sánh với học viện kỹ thuật Mã, so sánh phần tử giữa thì thấy nhỏ hơn, nhỏ hơn. Thế thì nó bỏ bỏ không cần quan tâm đến cái nửa
nửa cuối, nửa cuối là ngoại thương thủy lợi này không cần quan tâm, quan tâm đến cái nửa đầu từ học viên cơ thuật mã về đầu. Đấy, sao vẫn cứ tư tưởng đó, cứ chia đôi tôi thì chắc chắn sẽ tìm thấy Đạo Văn Quang. Đấy, về mặt cảm nhận là các em đã thấy giải thuật này nó nhanh rồi, rồi. Và ở chương 5 ấy, khi cái chương 7 khi trình bày về tìm kiếm ấy, thì sẽ trình bày cách đánh giá giải thuật nha. Đấy, thế còn đây thầy đưa ra kết quả thôi. Thì cái tìm kiếm nhị phân ấy thì có thời gian tìm kiếm được đánh giá là ô của loga cơ số 2 của N. Đấy, nó có thời gian tìm kiếm như vậy. Đấy, hình dung xem nó nhanh thế nào nha, thì chúng ta so sánh hai phương pháp tìm kiếm như sau. Đấy, cái cột thứ nhất là độ lớn dữ liệu vào N đấy, đấy có 3 trường hợp 864 1024. Cột thứ hai là ON, tức là tốc độ thời gian tìm kiếm tuần tự. Cột thứ ba là tốc độ thời gian tìm kiếm nhị phân. Đấy, với N bằng 8 thì như thầy nói rồi, ON ở đây thì chính là bằng 8 thôi, đúng không? Độ lớn nó chính là N. Thế còn ô loga cơ số 2 của N thì độ lớn nó bao nhiêu, chúng ta phải tính loga cơ số 2 của N ra. N bằng 8 thì 8 bằng 243. Như vậy loga nó chính bằng 3, đúng không? Đấy. Thế so sánh giữa 8 và 3 thì các em thấy là 8 là chậm hơn gần 3 lần, đúng không? Gần 3 lần. Đấy, tiếp theo nếu N bằng 64. Đấy, 64 thì tuần tự là hết 64 phép tính, thế còn nhị phân thì chỉ hết 6 thôi, là vì 64 thì bằng 2 mũ 6, đúng không? 6. Thế trong trường hợp này là nhanh tìm kiếm nhị phân là nhanh hơn gần 11 lần của. Đấy, còn trong trường hợp N bằng 1024 thì số này thì quá quen thuộc rồi, của 1024 chính là 2 mũ 10. Thế do vậy nếu tìm kiếm tuần tự thì xấu nhất phải dùng đến 1024 phép so sánh. Thế mới đến đích được. Thế còn với nhị phân nó chỉ 10 lần so sánh thôi. Đấy, cái số 1024 các em cứ chia đôi thì 10 lần nó 11 của. Đấy, như vậy trong việc này là nhanh hơn đến hơn 100 lần. Các em thấy là nếu cứ viết code mà chúng ta cải thiện được thế này thì quá tuyệt vời. Thường chúng ta chỉ thấy nhanh hơn 2-3 lần thì chúng ta đầy quý rồi. Còn đây là nhanh hơn đến hơn 100 lần. Thế thì từ đây, và các em chú ý là dữ liệu càng hơn nó càng nhanh nha. Ví dụ số 2164 chẳng hạn. Số 2164 chính liên quan đến cái bàn cờ vua đấy, của 2164 gạt thóc đấy. Để cái số này khủng khiếp, đúng không? Số thóc nó phủ kín cả giấy đất. Thế nhưng mà nếu tìm kiếm nhị phân nó chỉ dùng đến 64 phép so sánh là xong rồi. Trong khi kia là phải dùng đến số thóc phủ kín cả giấy đất cũng chưa xong. Đấy, tức là N càng lớn thì tốc độ nó nhanh hơn càng khủng khiếp. Thế từ đây các em thấy là đấy chính là kỹ thuật lập trình ở chỗ đó đấy, đúng không? Chúng ta biết cách sắp xếp lại dữ liệu thế nào đó, sau so là chúng ta có thể áp dụng những cái thuật toán nó hiệu quả hơn, nhanh hơn. Thế đây chúng ta từ đây chúng ta cũng thấy một điều là gì? Thực ra trên cũng nói rồi, cái ý vừa hiện ra là trên nói rồi, tức là thuật toán thay đổi thì giải thuật thay đổi theo. Chỗ này là gì? Rõ ràng tìm kiếm nhị phân là nhanh hơn tìm kiếm tuần tự, nhưng tìm kiếm nhị phân chỉ áp dụng được với dữ liệu đã được sắp xếp thôi, còn chưa được sắp xếp thì chịu, đúng không? Đấy, tức là dữ liệu mà chưa được sắp xếp thì chúng ta phải đổi giải thuật, không thể dùng nhị phân được. Đấy, ý chỗ này thì cũng như cái ý ở trên là duyệt mảng khác duyệt cây đấy, nhưng mà chỗ này nó không hay bằng duyệt mảng khác duyệt cây. Chỗ này là cái tìm kiếm tuần tự thì nó áp dụng được cho cả sắp xếp cả không sắp xếp. Trên chỗ này nó chỉ phản ánh được một nửa thôi. Tức là gì? Chỉ có cái chỗ tìm kiếm nhị phân là nó phải thay đổi khi dữ liệu thay đổi. Tìm kiếm nhị phân chỉ được áp dụng cho dữ liệu sắp xếp. Khi dữ liệu mà bị thay đổi, không được sắp xếp là chúng ta phải bỏ cái tìm kiếm nhị phân đi. Chúng ta phải áp dụng cái khác. Đấy, ý chỗ này như vậy. Như vậy giữa cấu trúc dữ liệu và giải thuật có mối quan hệ mật thiết với nhau, có thể coi chúng như hình với bóng, không thể nói tới cái này mà lại không nhắc tới cái kia, vì nó đổi cấu trúc, chúng ta phải đổi giải thuật, có thể coi như hình với bóng đi với nhau. Chính điều đó dẫn tới việc chúng ta
cần phải nghiên cứu cấu trúc dữ liệu đi đôi với việc xác lập các giải thuật xử lý trên các cấu trúc dữ liệu ấy. Đấy, tức là chúng ta nghiên cứu cấu trúc dữ liệu nào, chúng ta cũng phải nghiên cứu các giải thuật có thể áp dụng với cấu trúc dữ liệu đó. Đấy, phải đi đôi với nhau, không thể tách rời nhau được. Chúng ta không thể ở đây đưa ra một cái giải thuật này đây, cái giải thuật này anh thích áp dụng vào dữ liệu nào cũng được, không thể có cái như thế được. Giải thuật nó phải gắn với dữ liệu rồi. Với gắn với cấu trúc dữ liệu. Thế thầy đã trình bày xong nội dung 1 là mối quan hệ giữa cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Chúng ta sang nội dung thứ 2 là về trình bày về cấu trúc dữ liệu và các vấn đề liên quan. Nội dung này thì có 4 ý. Ý thứ nhất một nhỏ là việc lựa chọn nghiên cứu các cấu trúc dữ liệu. Tại sao chúng ta lại phải lựa chọn nghiên cứu các cấu trúc dữ liệu? Thì thực ra cái này cũng nói ý ở cái chỗ đầu buổi thầy nói là tại sao phải học cái môn này đấy, nó cũng có ý như thế thôi. Thế nhưng mà đây trình bày cho nó có bài bản thôi. Thế thì các em thấy là trong một bài toán ấy thì dữ liệu sẽ bao gồm các phần tử cơ sở. Đầu tiên nó xuất phát từ các phần tử cơ sở mà ta gọi là dữ liệu cơ bản, basic data đấy. Chúng có thể là một chữ số, một ký tự, và cũng có thể là một số hay là một từ. Điều đó là tùy thuộc vào từng bài toán. Trên cơ sở của các dữ liệu cơ bản đó thì các cách kiến tạo này có thể để liên kết chúng lại với nhau. Chúng là những cái phần tử có thể nói là rời rạc, chúng ta kiến tạo nên chúng ta liên kết với nhau thì nó sẽ dẫn tới các cấu trúc dữ liệu khác nhau. Thế thì đây thực ra là định nghĩa không chính thức của cấu trúc dữ liệu đấy. Okay. Vừa rồi thực ra là thầy đã nói rồi, trình bày mối quan hệ giữa cấu trúc dữ liệu và giải thuật thì chúng ta đầu tiên ta phải biết khái niệm nó đã. Khái niệm giải thuật thì có định nghĩa chính thức rồi, còn khái niệm cấu trúc thì cấu trúc dữ liệu là gì là chưa có định nghĩa chính thức, đúng không? Đấy, thực ra mà lúc ý mà hỏi các em là cấu trúc dữ liệu là gì thì chắc là cũng rất nhiều quan điểm trả lời rồi. Và thực ra khi thi chỗ này là các em nhầm nhiều lắm, cũng do có một bạn nào đấy đứng ra viết đề cương đi sau xe do đây, thấy thấy là nhầm rất nhiều quá nhầm chỗ này. Định nghĩa cấu trúc dữ liệu sai của cấu trúc dữ liệu là cách cài đặt dữ liệu trên máy để sao cho khai thác thuận lợi hiệu quả gì đó, nên là sai hết cái định nghĩa đấy, nó không chính xác. Bây giờ các em phải hiểu bản chất định nghĩa nó như thế nào. Thì cái từ trên cơ sở đó ấy, thì đây nó như là gợi mở cái định nghĩa cho chúng ta, gợi mở cái định nghĩa cấu trúc dữ liệu là gì. Thế thì cái ý sau thầy tóm tắt lại đây. Như vậy cấu trúc dữ liệu có thể nói là có thể định nghĩa là gì? Nó là dữ liệu phức hợp, các em nhé. Cấu trúc dữ liệu là dữ liệu phức hợp gồm nhiều thành phần được liên kết với nhau theo một cách nào đó. Đấy, thì đây là có thể xem đây là định nghĩa cấu trúc dữ liệu. Đấy, chứ chỗ này nó chưa có liên quan đến gì máy tính đâu, các em nhé. Đừng có liên quan máy tính, chút nữa nó có ý sau. Nó sẽ có ý liên quan máy tính nhưng mà nó sẽ là một cái khái niệm khác. Thế còn các em cứ bảo cấu trúc dữ liệu là cách tổ chức dữ liệu trên máy tính để sao cho khai thác hiệu quả, cái đấy là không chính xác. Thì rất nhiều em nói như thế, coi như bị mất điểm rồi. Đấy, bây giờ chúng ta có thể liên kết với nó theo hình dạng cây này, theo hình dạng mảng này, theo danh sách này, đúng không? Theo liên kết theo đồ thi này, đấy thì là cấu trúc dữ liệu rồi. Lựa chọn một cấu trúc dữ liệu thích hợp để tổ chức dữ liệu vào và trên cơ sở đó xây dựng được giải thuật xử lý hữu hiệu để đưa tới kết quả mong muốn cho bài toán, thì đó là một khâu rất quan trọng, rõ ràng như thế. Vừa rồi chúng ta thấy đấy, từ dữ liệu không sắp xếp, chúng ta sắp xếp lại, cả chúng ta triển khai tìm kiếm nhị phân, cái nó hiệu quả nó nhanh hơn hàng trăm lần, hàng nghìn lần rồi.
Ban đầu khi ứng dụng của máy tính điện tử chỉ mới có trong phạm vi các bài toán khoa học kỹ thuật ấy, thì ta chỉ gặp các cấu trúc dữ liệu đơn giản thôi, như vector, ma trận, vector chính là mảng một chiều ấy, hoặc ma trận mảng hai chiều. Thế thì cái này thì ra nó cũng xuất phát từ từ phát triển của khoa học công nghệ thôi. Thì những cái năm 40, 50 của thế kỷ trước thì khoa học công nghệ là vẫn chưa phát triển. Máy tính như đấy là rất cồng kềnh, của to bằng cả cái tòa nhà. Năng lực thì không bằng cái máy vi tính bao giờ. Đấy, như vậy sử dụng rất là khó khăn. Đấy, do đó là năng lực kém thì chỉ xử lý những cái bài toán đơn giản thôi, dữ liệu cũng đơn giản, bài toán thiên về khoa học kỹ thuật, vector ma trận thôi. Đấy, sau đó đi thì khoa học công nghệ ngày càng phát triển thì giá máy càng rẻ đi, đúng không? Năng lực càng lớn lên. Thế thì có điều kiện để giải quyết những cái bài toán nó phức tạp hơn. Và khi này chúng ta có thể động đến những cái bài toán phi số, không phải thuần túy số học nữa, bài toán phi số, ví dụ như cái bài toán quản lý, đúng không? Bài toán kế toán, bài toán vật tư, đúng không? Hay là kể cả những cái bài toán chạy cả các cái hệ thống điện thoại di động, đúng không? Thì đấy cũng là xem là bài toán rất lớn, rất phức tạp. Những cái bài toán này có đặc điểm là gì? Khối lượng dữ liệu lớn, đúng không? Ví dụ bài toán ngân hàng dữ liệu quá lớn, hay là những cái bài toán về cơ sở dữ liệu dân cư đấy, dữ liệu quá lớn và đa dạng, đúng không? Và đa dạng thường xuyên biến động. Phép xử lý thường không phải là các phép toán thuần túy là số học nữa, đúng không? Thế thì các cấu trúc dữ liệu vector ma trận thì không đủ đặc trưng cho các mối quan hệ mới và quan hệ mới của dữ liệu nữa. Nên bởi vậy chúng ta cần phải đi sâu nghiên cứu vào các cấu trúc dữ liệu phức tạp hơn. Đấy, ý chỗ này dẫn dắt là như vậy rồi. Đấy, chúng ta sẽ tìm hiểu cấu trúc dữ liệu cây này, đúng không? Chúng ta nếu có điều kiện chúng ta lại tìm hiểu cấu trúc dữ liệu đồ thị đó, đúng không? Cũng rất là hay, nhưng mà vì thời lượng có hạn chúng ta không tìm được đồ thị, chúng ta tìm hiểu cây, tìm hiểu về danh sách, đúng không? Ngăn xếp, hàng đợi. Đấy, thế là xong ý thứ nhất. Ý thứ nhất là việc lựa chọn, tại sao chúng ta phải lựa chọn nghiên cứu các cấu trúc dữ liệu như thế. Để chúng ta sang ý thứ hai của cái 25A này là cấu trúc dữ liệu và các phép toán. Thì các em thấy là đối với các bài toán phi số ấy, thì đi đôi với các cấu trúc dữ liệu mới, chúng ta phải tìm phi số là chúng ta phải tìm hiểu các cấu trúc dữ liệu mới, thì chúng ta cũng xuất hiện các phép toán mới tác động lên các cấu trúc dữ liệu ấy. Thì đây chúng ta lại thấy từ phép toán nghe có gì đó như là cộng trừ nhân chia, đúng không? Thì chỗ này thì các em phải phải mở rộng cái khái niệm ra một chút. Đấy, nó cũng như nhiều như thầy, kể cả giáo sư toán học ấy, nếu mà không tiếp cận đến ngôn ngữ lập trình, khi đọc ngôn ngữ lập trình C thấy định nghĩa biểu thức, định nghĩa biểu thức của C là gì? Biểu thức có thể là một số, là một một biến, mà đúng không? Một số, một hằng, một biến cũng được xem là biểu thức. Thế sau đó là có thể là những cái thành phần đó liên kết với nhau thông qua các phép toán. Thế nếu học toán thông thường chúng ta cứ phải hiểu biểu thức là phải có toán hạng, có phép toán, đúng không? Nhưng mà C là định nghĩa thoải mái hơn, biểu thức có thể là một tên hàm, tên biến, có thể là một số, cũng được gọi là biểu thức rồi. Sau đó là giờ chúng có thể liên kết với nhau, cộng trừ nhân chia với nhau thì cũng vẫn là biểu thức. Đấy, mở rộng ra là chỉ cần đứng một mình cũng được gọi là biểu thức. Thế thì cái đấy là những thầy toán mà không tiếp tiếp cận thì thấy vô lý, của biểu thức thì phải có toán hạng, có phép toán. Thế ở chỗ này cũng có như thế các em nhá, chỗ này chúng ta lại cứ nghĩ là phép toán là phải cộng trừ nhân chia. Đấy, như đây thì người ta đây mở rộng hơn, những cái gì tác động lên dữ liệu thì được phép gọi là phép toán, thì có thể hiểu là phép toán của cấu trúc dữ liệu. Thế do vậy chúng ta sẽ có những cái phép toán như là phép toán tạo lập hoặc hủy một cấu trúc, cũng gọi là phép toán. Chúng ta truy nhập vào từng phần tử của cấu trúc dữ liệu cũng được gọi là phép toán, hay là bổ sung loại bỏ phần tử trên cấu trúc đó cũng gọi là phép toán. Đấy, thậm chí là sắp xếp các phần tử cho một cấu trúc cũng là phép toán, phép toán sắp xếp. Đấy, thì các em chú ý phép toán đây, hiểu theo nghĩa như vậy.
Thế thì chỗ này cũng thực ra nó cũng như cái ý ở trên là gì, mối quan hệ giữa cấu trúc dữ liệu và giải thuật, cấu trúc dữ liệu thay đổi, giải thuật theo thể theo giải thuật thì chính là phép toán thôi của bạn thôi. Thế thì đây cũng là ý bổ sung gần như thế thôi. Khi nghiên cứu cấu trúc dữ liệu nào thì chúng ta phải xem là các phép toán tác động đến nó là gì, có những cái phép toán nào phù hợp với nó, cái nào không phù hợp. Ý chỗ này là như thế, nó cũng gần giống cái ý dữ liệu thay đổi phép toán là giải thuật thay đổi theo ấy. Và như thế nói là giải thuật thì cũng chính là phép toán. Thế thì thông thường nó có những cái phép toán như thế, có khá nhiều phép toán, nhưng mà ở đây chúng ta chú ý một điều là gì, các phép toán chung chung ở trên ấy, thì có những phép toán những cái phép toán đó sẽ có tác dụng khác nhau đối với từng cấu trúc. Có những phép toán hữu hiệu với cấu trúc này nhưng lại không tỏ ra hữu hiệu với cấu trúc khác. Đấy, chỗ này cũng đúng là cũng giống theo cái ý này, cấu trúc liệu thay đổi thì là phải thay đổi theo. Thế đây thì ví dụ như sau nha, đây chỗ thì giả sử có cấu trúc dữ liệu kiểu mảng này đúng không, mảng này trên bước rồi đấy, ví dụ mảng này là có bao nhiêu, có 7 phần tử đúng không, 7 phần tử. Ví dùng hết 5 thôi, còn 2 phần tử dư ở cuối. Ở đây chúng ta cần phải chèn phần tử G vào, cần chèn phần tử G vào vị trí của B. Đấy, làm sao đừng có mất B, chèn vào vòng, chèn vào chỗ không sao, để giữ nguyên những phần tử đang có, chèn thêm G vào. Đấy, thì các em thấy rõ ràng trong lập này là chúng ta phải làm phép tinh tiến đúng không? Từ B cho đến cuối là chúng ta phải tinh tiến về cuối một vị trí, chúng ta dành ra một cái vị trí trống, chúng ta chèn G vào. Đấy, rõ ràng như thế này thì vất vả quá đúng không? Ví dụ từ B về sau nó có đến 2 triệu phần tử, chúng ta phải làm 2 triệu phép di chuyển, 2 triệu phép di chuyển chúng ta đẩy được G vào. Và nó còn một cái bất cập nữa là mảng thì khi dùng cấu trúc yêu mảng thì phải khai báo phân tử đúng không em, phải khai báo phân tử. Ví dụ mảng này có 7 phân tử đây, chẳng may dùng hết rồi, dùng hết rồi thì còn chèn làm sao được nữa đúng không, còn chỗ đâu để tính tiến nữa. Thế ra vậy là trước khi chèn là kiểm tra đúng không? Xem mảng còn phân tử không, không còn là chịu, không không chèn nổi. Đấy là có nhược điểm như vậy. Tương tự nếu xóa, giả sử muốn xóa B đúng không? Chúng ta lại muốn xóa B. Xóa B thì mảng nó có tính chất là dữ liệu liên tiếp nhau. Thế nếu xóa phân tử B chúng ta phải này phải dồn đúng không? Từ C về cuối chúng ta phải dồn tinh tiến về phía trước một vị trí để lắp vào cái vị trí của B đấy. Như vậy nếu có hàng triệu phần tử ở cuối là chúng ta lại phải làm triệu phép dồn nó về phía trước một vị trí. Đấy, rất bất tiện đúng không? Đấy, chỗ này muốn nói là gì? Đấy, cái phép toán chèn và phép toán xóa phân tử nó không hữu hiệu với cách tổ chức dữ liệu mảng, cấu trúc dữ liệu mảng nó không phù hợp đó. Chèn thì có chèn xóa đều mất thời gian, và với chèn thì có lúc còn không chèn nổi vì là dùng hết phần tử rồi còn không chèn nổi đó. Thế nếu còn thì cũng phải làm các phép tịnh tiến rất mất thời gian. Thế còn với cấu trúc dữ liệu này thì sao? Chèn xóa có thuận lợi không? Đấy, ví dụ đây là cấu trúc dữ liệu danh sách móc nối đấy. Học si các em có câu này đúng không? Danh sách móc nối đơn đấy. À, móc nối chẳng qua là phần tử trước thì nhớ địa chỉ của phần tử sau đấy, đúng không? À, trong cấu trúc phần tử thì nó có một cái thành phần hay gọi là các trường để lưu địa chỉ của phần tử tiếp sau, đúng không? Lưu địa chỉ ví dụ phần tử A thì lại lưu địa chỉ của phần tử B, thì nó sẽ trỏ được sang B. B lưu địa chỉ của C, trỏ được sang C. C lưu địa chỉ của D, đúng không? Đến D thì cuối rồi, không có lưu của ai cả thì cho hàng địa chỉ luôn vào. Cách tổ chức danh sách móc nối là như vậy. Thế thì phải có cái quản lý đầu danh sách, chính là L đấy, L đấy viết tắt của list, đó. Danh sách để chỉ đến phần tử đầu tiên. À, thì với cái cấu trúc này, giả sử thầy cần chèn phần tử G vào giữa B và C. Thế thì theo các em chỗ này thì chúng ta phải sửa mấy con trỏ, sửa mấy con trỏ để chèn được G vào giữa B và C, sửa mấy con trỏ các em.
không cần biết đằng sau C có bao nhiêu phần tử, đằng sau C có hàng triệu hàng tỷ phần tử thì chúng ta chỉ cần sửa mấy con thỏ thôi. Một ạ. Một chưa được em nhá, một chưa được đâu. Em cho thầy là ba. Ba thì nhiều quá. Là hai. Đúng rồi, hai thôi nhá. Đúng rồi, Nguyễn Văn Sâm nói hai thôi. Đấy nhá, thầy chỉnh cho em xem này. B sang C chúng ta bỏ đi, đúng không? Đấy, chúng ta thay vào đây. B sang C chúng ta cho móc vào G. Đấy, nếu mà một thế này thì coi như bị đứt đoạn, đúng không? Coi như mất hai cái sau. Chúng ta phải chỉnh tiếp vào con tròn nữa. G chúng ta này cho móc sang C, đúng không? Đấy thì các em thấy là nó không cần quan tâm là đằng sau còn bao nhiêu cả, đó nó chỉ cần sửa đúng hai con trỏ thôi, rõ ràng là hiệu quả hơn so với dùng mảng, đúng không? Dùng mảng là chúng ta phải tính tiến các phần tử đằng sau, chứ không phải tính tiến gì cả. Thế bây giờ giả sử này xóa g thì sửa mấy con giờ thì cần sửa mấy con trỏ thôi các em. Bây giờ thầy thử tay lại xóa phần tử g đi thì chỉ cần chỉnh mấy con trỏ. Một rồi. Đúng rồi, một là từ đâu sang đâu em? Từ B sang C được. Đúng rồi, chỉ cần từ B sang C thôi nhá. Thế còn cái con trỏ G nó vào C thì không quan tâm nữa. Vì lúc này nó mất cái... Và thực ra lúc này chúng ta kết hợp với cái hàm free, còn hàm free giải phóng G đi. Thì nó sẽ tự mất con trỏ móc vào C ra. Đấy, cho vậy là nếu muốn xóa G chúng ta chỉ cần chỉnh một con trỏ từ B chúng ta móc sang C. Thế rồi chúng ta dùng hàm free của C, chúng ta free G đi. Thì tự nhiên nó sẽ bay hết các con trỏ móc nối vào những cái khác, đúng không? Đấy thì các em thấy là xóa cũng đơn giản, đúng không? Xóa chỉ cần chỉnh một con trỏ là xong, không có phải dồn tính tiến gì cả. Thế thì đấy, chỗ này muốn nói ý là gì? Đấy, tùy với mỗi phép toán thì nó cũng tác động khác nhau đối với từng cấu trúc dữ liệu, đúng không? Có cái hữu hiệu với cái này, có cái không hữu hiệu với cái khác, đúng không? Thế từ đây cũng cho chúng ta cái kinh nghiệm là gì? Khi chúng ta cần tổ chức danh sách ấy, đó, ra ngoài thực tiễn gặp những bài toán cần tổ chức danh sách ấy. Và cái đặc điểm của danh sách là phần tử nó thường xuyên thay đổi, núp thêm vào, núp bỏ đi. Thì rõ ràng lúc đó chúng ta không nên dùng mảng ra tổ chức. Để dùng mảng nó chỉ được cái là cách tổ chức đơn giản thôi, nhưng phải mất nhiều thao tác. Dùng liên kết thì cách tổ chức nó phức tạp hơn một chút. Và khi thi chắc là các em gặp câu này cũng thấy khó đấy. Cái tổ chức nó phức tạp hơn, nhưng mà các thao tác thì nó lại ít hơn và hiệu quả hơn. Cái tổ chức phức tạp thì thực ra là chỉ viết code phức tạp thôi, chứ còn viết xong rồi thì chúng ta dùng, đúng không? Còn code phức tạp thì do chúng ta mới học chưa quen thôi. Quen rồi thì sau này, thực ra sau này quen rồi là chúng ta cứ code mẫu hết rồi, đúng không? Vấn đề chúng ta chỉ cần hiểu code thôi, đọc code chúng ta hiểu được, chúng ta đưa code đó vào chúng ta chạy, đúng không? Đấy thì cũng không có gì là phức tạp cả. Nó sẽ được lợi là các thao tác nó sẽ ít đi. Được. Vì vậy khi cho một cấu trúc dữ liệu, ta phải nghĩ ngay tới các phép toán tác động đến cấu trúc ấy. Nghĩ ngay các phép toán tác động đến cấu trúc ấy. Chọn phép toán nào để cho nó hiệu quả này. Được. Và gần lại nói tới phép toán thì chúng ta cũng phải chú ý ngay tới phép toán đó tác động đến cấu trúc dữ liệu nào. Chúng ta nói đến phép toán thêm bớt phần tử chẳng hạn, chúng ta nghĩ ngay thì nó tác động đến cấu trúc dữ liệu móc nối và danh sách móc nối. Chúng ta không nghĩ đến mảng nó không thuận lợi, ý là như vậy. Cho nên người ta thường quan niệm nói tới cấu trúc dữ liệu là phải bao hàm luôn cả các phép toán tác động đến cấu trúc ấy. Nói đến cấu trúc dữ liệu này nào là chúng ta nghĩ ngay đến những phép toán nào thường tác động đến nó. Nó cũng như cấu trúc dữ liệu và giải thuật ý. Nó đi đôi như nó đi với nhau như hình bóng, và như thế nói rồi phép toán chẳng qua là giải thuật thôi, đúng không? Theo cái cách nghĩa phép toán của giáo trình này thì phép toán chính là giải thuật. Đấy, như vậy là nói tới cấu trúc dữ liệu này chúng ta phải nói tới những cái giải thuật liên quan đến cấu trúc dữ liệu ấy. Đấy, thì chúng ta sẽ đến nội dung thứ ba của cái mục 2 Nam Á này. Như thầy nói là cái mục này nó có 3 nội dung, có 4 nội dung, chúng ta sang nội dung thứ 3. Đấy, xong nội dung này chúng ta nghỉ chút. Nội dung thứ 3 thì
Đây, chỗ này như đây nói là bắt đầu trình bày đến cấu trúc lưu trữ đây. Chỗ này để phân tích câu mà như thầy nói là rất nhiều em sai định nghĩa là gì? Cấu trúc dữ liệu là cách tổ chức dữ liệu trên máy tính sao cho hiệu quả. Câu đấy là không chính xác. Không xác. Thì đến đây chúng ta sẽ hiểu tại sao lại như thế. Đấy, thì đây chúng ta lại thấy có một khái niệm khác nữa rồi, một khái niệm mới. Đó là cấu trúc lưu trữ. Thế thì thầy nói ý trước để các em dễ hình dung nhá. Ý là thế này các em nhá. Ví dụ chúng ta đã thấy có cấu trúc như cây rồi đúng không? Cây được tổ chức là có một nút gốc đấy, ở dưới là các nút con đấy. Đấy nó gọi là cấu trúc dữ liệu. Đấy, là các phần tử dữ liệu được liên kết với nhau theo dạng cây. Wow. Thế thì cây nó có rất nhiều ứng dụng. Đấy, nhưng mà rõ ràng muốn ứng dụng thì chúng ta phải đưa lên máy chúng ta chạy đúng không? Đưa lên máy chúng ta chạy thì nó mới có tính thực tiễn. Và nếu đưa lên máy chạy thì các em thấy mình học C rồi thì không thấy chỗ nào khai báo cây cả, không thấy đâu khai báo cây cả, cái sẵn có của C là không khai báo được cây. Đấy, thế thì muốn ứng dụng được cây thì chúng ta phải làm cho máy nó hiểu cái cây đấy, hiểu cái cây đó, mà C thì không có sẵn. Đấy, không có sẵn. Đấy, không có sẵn thì chúng ta phải tìm cách, chúng ta tìm cách chúng ta cài đặt, vẫn dùng C nhưng mà chúng ta không có sẵn, nhưng mà chúng ta vẫn có cách để chúng ta bắt C phải hiểu được cái cây này. Đấy, thì cái cách mà để C nó hiểu được cái cây này, chúng ta dùng cái cấu trúc nào đó để C nó hiểu được cái cây, cái cấu trúc liệu cây của chúng ta, thì cái đó chính là cấu trúc lưu trữ. Ý chỗ này là cấu trúc lưu trữ chính là cách chúng ta cài đặt cái cấu trúc liệu cây để sao cho máy nó hiểu được. Và khi đã cài đặt được rồi thì chúng ta thao tác trên cấu trúc lưu trữ, chúng ta không thao tác trên cây. Cây nó như là cái bản thiết kế, còn triển khai thật nó là chính là cấu trúc lưu trữ. Và chúng ta cài đặt để cho máy nó hiểu và chúng ta sẽ thao tác trên cấu trúc lưu trữ. Đấy, ý chỗ này như thế. Thế đây định nghĩa chính thức đây. À, cách biểu diễn một cấu trúc dữ liệu trong bộ nhớ máy tính nhân tử được gọi là cấu trúc lưu trữ. Đấy, thế đến đây lúc này nó mới liên quan đến làm sao cho nó hiệu quả này. Còn chỗ này đây là các em nào nói tắt một cái là cấu trúc dữ liệu là cách tổ chức dữ liệu trên máy tính sao cho hiệu quả là không chính xác đúng không? Đấy, tổ chức đây chính là cấu trúc lưu trữ nó liên quan đến tổ chức trên máy. Thế còn cấu trúc dữ liệu thì nó vẫn mang tính là bản vẽ thôi đúng không? Tất nhiên cũng có lúc nó là thật luôn các em nha, nhưng mà mấy cây nó như là bản vẽ. Thế thì cái ý thứ hai là gì? Tức là cấu trúc lưu trữ ấy, đó chính là cách cài đặt cấu trúc ấy, chính là cấu trúc dữ liệu ấy, trên máy tính nhân tử. Đấy, và trên cơ sở cấu trúc lưu trữ này mà ra thực hiện các bước xử lý như thầy đã nói là và cài đặt xong rồi thì chúng ta xử lý trên cấu trúc lưu trữ, chúng ta không xử lý trên cấu trúc dữ liệu. Đây, ví dụ đây, để xem ví dụ này thì các em lại càng hiểu rõ hơn. Đây ví dụ thì có cấu trúc dữ liệu cây đây, có dữ liệu cây đấy, và muốn cho máy hiểu thì chúng ta phải tìm cách cài đặt. Thế và giờ cách thứ nhất là chúng ta lại cài đặt bằng mảng, cài đặt bằng mảng. Thế thì cái chương 5 sẽ nói kỹ về cây và cách cài đặt cây, nên đây thầy chỉ nói qua thôi, nói qua. Thế cây thì các em chú ý là cái bản vẽ của cây là nó có nút cha nút con, cứ ở trên là cha, dưới là con của nút trên là cha của nút ngay dưới nó, ngay dưới thôi, đây nó chỉ xét quan hệ cha con thôi chứ không có ông cháu ở đây. Ví dụ A sẽ là cha của BC, B sẽ là cha của DE, C là cha của FG, từ đó cũng FG là con của C, BC thì là con của A, quan hệ cha con như thế. Cây phải đảm bảo được tính quan hệ cha con của những cái nút sát nhau. Đấy, muốn cài đặt kiểu gì này thì chúng ta phải đảm bảo được cái tính cha con đó. Cài đặt mà xong thì mất cái tính cha con đó thì coi như hỏng. Thế ở đây chúng ta này tham vọng chúng ta cài đặt thành mảng nó lại thành cái đường thẳng như kia đó. Thành cái đường thẳng như kia thì quan hệ cha con thế nào đây? Thì các em chú ý nhá, thì để cài đặt được chúng ta phải mảng nó có tính chỉ số, nó được tổ chức theo các phần tử liên tiếp nhau, phân biệt nhau ở chỉ số. Ví dụ của C thì chỉ số đầu từ 0,
Đấy, bắt scan đi chỉ số thế nào cũng được. Thế thì chúng ta phải đánh chỉ số, chúng ta phải có cái quy tắc đánh chỉ số. Đấy, ở đây chúng ta sẽ đánh từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. A là 0, sau đến B là 1, C là 2. Đấy, tiếp tục này xuống hàng dưới. Trên xuống dưới, trái qua phải. D là 3, E là 4, F là 5, G là 6. Đấy, chúng ta đưa vào cái mảng. Đấy, cái mảng bên dưới em thấy là dùng một cái mảng có 7 phần tử. Chúng ta lưu trữ cái cây này. Thế thì rõ ràng nhìn cái bảng này là chúng ta chưa có quy tắc, chúng ta không hiểu cái nào là cha, cái nào là con cả, đúng không? Trong bên kia thì chưa biết cái nào là cha con cả, nhưng mà thực ra nó có quy tắc nhé, nó có quy tắc. Nào thì chỗ này để tự hỏi các em đây. Thế thầy giả sử nhá, biết cha y, tức là cha có chỉ số y đấy, thì hai con là gì của đây là cây nhị phân các em nhé. Cây nhị phân tức là có tối đa, chỉ được tối đa hai con thôi. Nếu có con, mất con thì tối hai con này, còn có thể không có con, có thể có một con được. Ví dụ trong trường hợp này nút D là không có con, nút E là không có con. Thế nhưng mà trường hợp này thì chưa có cái nút nào có một con, nhưng mà có một con được, nhưng mà đừng có quá ba con một nút. Nào thì câu hỏi thì ở cửa sổ chat đấy, các em đọc nhá. Giả sử biết cha là có chỉ số y, thế thì theo các em hai con là gì? Con trái là gì? Con phải là gì? Đấy, thực ra nó có quy tắc tìm cha con này các em nhá. Vì như thầy nói là cài đặt làm sao phải đảm bảo tính chất là phải tìm được cha con. Và cái mảng này, cái cách bố trí mảng này là người ta tìm được cha con đấy. Vấn đề của các em là phải biết được cái công thức tìm cha con đấy là gì. Thế thì nó có hai chiều. Biết cha tìm con và biết con tìm cha. Thì chiều thứ nhất là biết cha tìm con. Đấy thì em nào đưa ra công thức tìm hai con ra đây nè. Hôm nay ai tìm đúng là xứng đáng tăng nửa điểm nhé. Tức là tính con, tính hai con theo cái chỉ số y của cha ấy. Cha có chỉ số y, hai con tính theo y thì tính như thế nào? Đúng rồi. Đó, em nào đúng thì thầy dừng lại nhá. Nguyễn Thị Trang, nhưng mà N là gì đây em? Nguyễn Thị Trang sau đây N thì đang nói chỉ số Y mà. N chính là Y à? Đúng rồi, Nguyễn Văn Trần Văn Chính bảo N để cố gắng tất nhiên em hiểu em đây N chính là cha thôi, nhưng mà viết đúng chỉ số đi nhá. Trên Trang nói đúng rồi. Rồi Trang đúng rồi đây em nhá. Trang làm thế là đúng rồi. Ở thì chúng nữa thầy phân tích. Ở đây thầy phân tích luôn nhá. Tôi bản Trang đứng rồi để các em đừng đưa ra nữa nhá. Với y bằng 0, y bằng 0 từ nút cha là nút A đấy, đúng không? Thì con thứ nhất là 2y cộng 1, 2y cộng 1 thì 2 nhân 0 bằng 0, 0 cộng 1 bằng 1. Con thứ nhất chính là B, đúng không? Con thứ hai là 2 nhân 0 bằng 0, 0 cộng 2 bằng 2, con thứ hai là C, đúng không? Đấy, chính xác rồi. Các em ghi công thức nó phải đúng với mọi nút cha nha. Ví dụ C chẳng hạn, C nó cũng là nút cha, thì trong hợp y này bằng 2 chẳng hạn, nút cha nó ở số C, y bằng 2. Thế thì con thứ nhất là 2y cộng 1 mà y này bằng 2, trong trường này thì 2y chính là 4, 4 cộng 1 bằng 5, 5 chính là con bên trái. Tiếp theo là 2y cộng 2 chính là 4 cộng 2 bằng 6, chính là con bên phải.
Đấy, công thức đấy là chính xác rồi. Rồi, rồi thì sang trang nửa điểm đầu tiên này. Đấy rồi, đấy là chiều con chiều xuôi nhá, chiều ngược nào. Chiều ngược bây giờ đấy biết biết con là gì, chứ còn đây các em phải chú ý là viết tính đúng chỉ số nha, đừng có biến y thành đời như vừa rồi. Biết con là gì và các em chú ý là cũng không cần biết nó là con trái con phải, chỉ cần biết con là gì thôi. Con trái được con phải được, công thức chúng ta làm sao phải đúng cho cả con trái con phải. Thì ra là gì? Đấy câu hỏi cửa sổ chat đây các em nha. Biết con là gì thì cha là gì, cha phải tính theo gì và công thức làm sao để đừng có thể nếu con trái nếu con phải, công thức là chỉ một thôi, đúng cho cả con trái con phải. À, cái này cũng em nào đưa ra chính xác thì thầy tăng nửa điểm nào. Chưa đúng nha, cứ ai đúng thì thầy sẽ dừng lại. Và các em chú ý là công thức thì phải đơn giản nhất nha, làm sao phải đơn giản nhất, đừng có phức tạp quá, đúng không? Phức tạp quá thì cái người thực hiện người ta dễ nhầm, công thức làm sao đơn giản nhất thôi. Đấy thì Lê Ngọc Trường là đúng rồi các em nha, bạn Trường đúng rồi, thế dừng lại nha, Lê Ngọc Trường đúng rồi. G trừ 1 trên 2 lấy phần nguyên. À như đây trường đây thì anh nhầm mất rồi, nhưng thôi thế nhanh cho trước được. Thầy đang bảo là G thì em này biến thành Y đúng không? À, chỗ này thì chắc là nhầm thôi. Đấy, tóm lại công thức của chúng ta là sẽ G trừ 1 chia 2, chúng ta lấy phần nguyên. Lấy phần nguyên. Nào thì áp vào xem đúng không em nhé, áp vào xem đúng không này. Trong trường hợp chúng ta ở cái nút F là có chỉ số 5 đấy đúng không? Thì 5 trừ 1 thì bằng 4 đúng không? 4 chia 2 thì bằng 2, phần nguyên của 2 vẫn là 2. Em ra được cha là có chỉ số 2 là C đúng rồi đúng không? Trường hợp nút G nha, nút G có chỉ số 6. Chỉ số 6 thì 6 trừ 1 thì bằng 5. Đấy, 5 chia 2 thì bằng 2,5, 2,5 lấy phần nguyên thì bằng 2, chính là nút con C đúng không? Đấy, chính xác rồi đúng không? Đấy, thử một trường hợp nữa nha, thử trường nút B này, nút B xem con là cha của B là gì này. Thì với nút B thì chỉ số của nó là 1, thì 1 trừ 1 bằng 0, 0 chia 2 thì vẫn bằng 0. Đấy, với nút C này, C thì là có chỉ số 2, thì 2 trừ 1 bằng 1, 1 chia 2 bằng 0,5, 0,5 lấy phần nguyên thì ra 0. Đấy, chắc chắn đúng nha, không thức là đúng rồi. Rồi thầy tăng Lê Ngọc Trường nửa điểm nhé, lần sau chú ý viết cho chính xác vào. Đi thi thế thì không có chấm trước đâu em nha, đi thi thì rút sai gà chết, thi thế là còn mất điểm. Rồi tiếp nha.
Thế thì các em chú ý là cài đặt cây bằng mảng ấy, nó có ưu điểm là nó dễ triển khai, đúng không? Dễ triển khai. Nhưng mà nó có nhược điểm, thứ nhất là nó bị mất hình ảnh của cây, làm cho chúng ta khi chúng ta thao tác chúng ta hơi khó hình dung. Thực ra là lúc này chỉ phải dùng công thức thôi, chứ còn nhìn cha con là không nhìn bằng mắt thường được, cứ phải dò bằng công thức. Tất nhiên với máy thì nó lại thích công thức, của máy là máy móc, nó không cần nhìn hình ảnh, nó cứ thấy công thức là nó làm thôi, thì nó cũng không thành vấn đề. Nhưng mà nó có một cái ý nữa là nó tốn bộ nhớ, bốn bộ nhớ thì này phải có ví dụ cơ. Cái đấy thì sau đến chương 5 thì sẽ phân tích kỹ em nhá. Cái chỗ này chúng ta không cần bàn đến ưu nhược điểm gì cả. Thì chúng ta chỉ xem là cấu trúc liệu cây có thể cài đặt bằng cái gì thôi. Đấy, rõ ràng đây chúng ta thấy là có thể cài đặt bằng mảng, đúng không? Và có một cái cách cài đặt nữa là chúng ta có thể cài đặt bằng móc nối. Dùng các móc nối. Móc nối chẳng qua là cái thành phần để có thể nhớ được địa chỉ của phần tử khác thôi. Đấy, nhớ được địa chỉ của cái gì thì sẽ có cái móc nối nối sang phần tử đó. Nối sang đây chỉ mang tính tượng trưng thôi, chứ còn có địa chỉ là chúng ta có thể truy vấn đến cái phần tử đó. Để bằng cái hình thành mà nhảy mũi tên nó mang tính tượng trưng thôi. Thì để cài đặt cây vào móc nối thì mỗi phần tử của nút trên cây nó sẽ có ba thành phần. Thành phần giữa để chứa dữ liệu, ví dụ trong việc này là các dữ liệu ABC. Đấy, có hai con trỏ, con trỏ trái để trỏ sang cây con trái, con trỏ phải để trỏ sang cây con phải, và có một cái con trỏ T, viết tắt của suy đấy, trỏ vào gốc của cây, phải có điểm xuất phát là do con trỏ T nó trỏ vào gốc của cây. Đấy, những cái cấu trúc này là cũng đến chương 5 đã học kỹ, đây thầy nói qua đây. Thế đến trong việc này các em thấy nút A là có hai con B và con C. Con B đến con B thì không phát triển nữa, thì tương bằng cái hình tượng là con trái con phải của B chúng ta cho dấu gạch chéo mà. Khi triển khai nó chính là có giá trị nôn đấy, hàng địa chỉ nôn. Thế đến con C thì đến nút con C thì vẫn có hai con của nó, là bên trái là E, bên phải là F, đúng không? Đến F thì cũng không phát triển nữa. Thế với cách tổ chức này thì các em thấy là rõ ràng nó vẫn còn giữ được hình ảnh của cây, đúng không? Nhìn là chúng ta biết ngay cha con, đúng không? Đấy, và thực ra là trong thực tiễn là người ta thích dùng cái này hơn. Còn khi phân tích thì chúng ta để dành đến chương 5 nhé. Còn đây là chúng ta chỉ thấy một điều là gì? Với một cái cấu trúc dữ liệu ấy, thì máy có những cấu trúc dữ liệu là máy nó không hiểu, có cái nó hiểu ngay, có cái nó không hiểu. Nó không hiểu chúng ta phải tìm cách cài đặt. Khi tìm cách cài đặt thì chúng ta có thể cài đặt bằng nhiều cách, cây chúng ta có thể cài đặt bằng mảng, cây cũng có thể cài đặt bằng móc nối. Ý của này như vậy. Và chỗ này ta cần phân biệt cấu trúc dữ liệu và cấu trúc lưu trữ tương ứng. Có thể có nhiều cấu trúc lưu trữ khác nhau cho cùng một cấu trúc dữ liệu. Đấy chính là cái ví dụ vừa rồi đấy. Có nhiều cấu trúc, có hai cấu trúc lưu trữ, một cấu trúc lưu trữ mảng, cấu trúc lưu trữ móc nối để dùng cho một cấu trúc dữ liệu cây. Ở đây có thể xem như trùng xuôi, nhưng mà nó cũng có trùng ngược, là cũng có thể có những cấu trúc dữ liệu khác nhau, như này được thể hiện hay là cài đặt trong một bộ nhớ bởi cùng một cấu trúc lưu trữ. Đấy, dưới này ví dụ sau. Đây ví dụ chiều xuôi chính là cái ý thầy vừa nói đấy. Cấu trúc lưu trữ mảng này và cấu trúc lưu trữ móc nối này đều có thể được dùng để cài đặt cấu trúc dữ liệu cây. Chiều này chúng ta có ví dụ rồi. Thế còn cái chiều xuôi thì chúng ta được ra con góp mà chúng ta có thôi. Chiều xuôi là các em thấy là gì? Cái móc nối đấy. Cái móc nối chúng ta cài đặt cho danh sách. Đấy, danh sách ở trên cái lúc bàn đến chèn phần tử, thêm phần tử đấy. Chúng ta dùng danh sách. Dùng móc nối để chúng ta cài đặt cho danh sách, thì đấy người ta gọi là danh sách móc nối. Bản chất của nó là danh sách đã. Sau danh sách ấy được cài đặt bởi cái gì? Danh sách ấy cài đặt bởi móc nối. Sau này các em sẽ thấy là danh sách cũng có thể được cài đặt bằng mảng. Như vậy các em ta thấy là gì? Danh sách, cái móc nối được cài đặt cho danh sách, cái móc nối này cũng được cài đặt cho cây, mở rộng ra thì cái móc nối đó cũng có là cho ngăn xếp thì chúng ta chưa được học.
Đấy, chỗ này nó nói là gì? Mặt khác, các cấu trúc dữ liệu khác nhau như danh sách, này, ngăn xếp và cây đều có thể cài đặt trên máy tính thông qua cấu trúc lưu trữ móc nối. Đấy, tóm lại chỗ này nó có hai chiều ngược xuôi. Được rồi, thôi cái nội dung thứ tư này thì chúng ta để sau nhé. Bây giờ là cho là 9:40, thế cái nghỉ đến đây là 19 giờ thì nhỉ, thế là 7:40 đi, cho 7:40 thì các em nghỉ đến 7:55 nhá. Tóm lại 8:05 các em vào thì điểm danh nhá, các em ra chơi suốt 8:05 vào thì điểm danh.
Ok em vào đây nhá, vào đợi thầy tạo form điểm danh nhá. Vâng ạ. Đấy có form với kem kích vào có mặt nha, kích vào có mặt. Rồi tiếp vào thầy trình bày tiếp nha, các em chú ý vào đúng giờ để nghe được từ đầu. Chúng ta sẽ sang ý nhỏ thứ tư, cũng là ý nhỏ cuối cùng của cái mục hai lớn, đó là cấu trúc dữ liệu và các vấn đề liên quan. Thế cái ý này là mang tính vận dụng đấy, đó chúng ta cứ nói đến cấu trúc dữ liệu. Thế thì vận dụng nó vào một ngôn ngữ lập trình bậc cao thì cấu trúc dữ liệu nó là gì? Đó. Ý chỗ này là như vậy. Thế thì các em chú ý là trong các ngôn ngữ lập trình bậc cao ấy, thì dữ liệu được phân thành các kiểu dữ liệu. Đó. Được phân thành các kiểu dữ liệu. Ví dụ kiểu nguyên, kiểu thực này. Kiểu nguyên thì có này, kiểu in, này, kiểu long này, long in của C đấy. Đó. Kiểu thực thì có float, double này. Đấy thì đấy là được phân thành các kiểu dữ liệu. Thế thì với một kiểu dữ liệu thì nó có đặc điểm gì? Cái gì để hình thành nên một kiểu dữ liệu? Thế thì một kiểu dữ liệu ấy nó được xác định là thông qua giá trị của giá trị mà các biến thuộc kiểu đó có thể nhận. Và thứ hai là các phép toán thực hiện trên kiểu đó là gì? Nó xác định bởi hai cái, các em chú ý một kiểu dữ liệu xác định bởi hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là giá trị mà nó có thể gắn cho các biến hay là cho các hằng, và cái thứ hai là các phép toán có thể được thực hiện trên kiểu dữ liệu đó là các phép toán gì. Đây, ví dụ cụ thể đây, ví dụ với kiểu dữ liệu in ở trong ngôn ngữ C thì chúng ta thấy là viền giá trị của nó
CEO kiểu in nó chiếm 22 mà 22 thế giá trị sẽ là từ âm 32.768 đến âm đến dương 32.767 đấy là miền giá trị của nó. Nếu còn các phép toán thì có thể thực hiện trên kiểu nguyên thì các em biết rồi rất là nhiều, phép toán số học cộng trừ nhân chia này, phép toán thao tác bit này, dịch bit sang trái sang phải, các phép toán logic này, và các phép toán so sánh, và chúng ta đều có thể thực hiện trên kiểu dữ liệu của nguyên. Đấy. Mỗi một ngôn ngữ lập trình thì cung cấp cho chúng ta một số kiểu dữ liệu cơ bản. Basic data type. Trong các ngôn ngữ lập trình khác nhau ấy, thì các kiểu dữ liệu cơ bản nó cũng khác nhau. Các em không biết các em học các em đã biết Pascal với này C hay C cộng cộng thì đấy là nó có sự khác nhau ấy. Tất nhiên nó cũng gần gần giống nhau nhưng nó vẫn có sự khác nhau. Như các ngôn ngữ lập trình như C này, Pascal này, Pascal này, C này hoặc C cộng cộng này có các kiểu dữ liệu cơ bản rất phong phú. Đấy, ví dụ như C đây, các kiểu dữ liệu cơ bản của C thì gồm có này, thứ nhất là các kiểu ký tự. Ký tự thì em biết rồi, ký tự của C thì chẳng qua là kiểu nguyên thôi, đúng không? C là quan niệm ký tự thì chính là kiểu nguyên, có giá trị chính là mã ASCII của nó. Và vì kiểu nguyên nên ra nó cũng phân biệt là số không dấu này, số có dấu này, ký tự có dấu, ký tự không dấu, đúng không? Quy ra số thì có số không dấu, có số không dấu. Và kiểu ký tự thì chiếm một byte, đó chính là số nguyên chiếm một byte. Còn các kiểu nguyên đây thì có kiểu int, int chiếm 2 byte. Unsigned int tức là vẫn là chiếm 2 byte nhưng không có dấu âm, chỉ có dấu dương thôi. Long int này, unsigned long int này, kiểu thực có not double, long double này, kiểu liệt kê có ILU, kiểu liệt kê thì bản chất nó là kiểu số nguyên thôi, đúng không? Gọi là tại sao cái này gọi là các kiểu dữ liệu cơ bản, đúng không? Các dữ liệu của các kiểu này sẽ được sử dụng như là các thành phần cơ sở để kiến tạo lên các dữ liệu có cấu trúc phức tạp hơn. Thì đây có thể được xem như các viên gạch để chúng ta có thể liên kết với nhau, để chúng ta có thể hình thành nên các cấu trúc phức tạp hơn, ví dụ như mảng này, danh sách này, là cây này, ví dụ như vậy. Các kiểu dữ liệu đã được cài đặt sẵn như vừa rồi của C đấy chính là gọi là các kiểu dữ liệu được cài đặt sẵn đấy, mà ngôn ngữ lập trình cung cấp ấy, thường không đủ dùng cho người sử dụng. Các em thấy là với những cái kiểu đó thì đấy, rõ ràng là chúng ta không mô tả được cây, đúng không? Trong thực tiễn thì dữ liệu nó rất phong phú, thì với những cái kiểu cơ bản đó là không đủ dùng cho chúng ta, đúng không? Thế thì làm thế nào bây giờ đây, đúng không? Trong khi chúng ta vẫn phải viết code, vẫn phải triển khai chương trình đấy, thế thì trong khi chỉ có những cái viên gạch như thế thôi thì làm sao để liên kết được lại với nhau. Thì cũng rất may là các ngôn ngữ trong nhiều ứng dụng ấy. Ở đây chỗ này vẫn nói tiếp ý của chúng ta thôi. Trong nhiều ứng dụng, người lập trình cần phải tiến hành thao tác trên các dữ liệu phức tạp. Thế trong khi ngôn ngữ này không có sẵn, ngôn ngữ này thì có sẵn cái cơ bản như vừa rồi thôi. Thế thì cũng rất may là các ngôn ngữ lập trình ấy, thì ngoài những cái kiểu cơ sở có sẵn như vừa rồi ấy, thì cũng biết là khi chúng ta lập trình chúng ta phải thao tác về các dữ liệu phức tạp. Do vậy là các ngôn ngữ lập trình mặc dù không có sẵn những kiểu dữ liệu phức tạp, nếu mà có sẵn như thế thì ngôn ngữ nó cồng kềnh quá, nó phức tạp quá, người ta không có sẵn, người ta chỉ có sẵn những cái cơ bản thôi. Thế nhưng mà người ta cũng biết nhu cầu của người lập trình là lại thao tác trên những cái phức tạp như thế. Thế do vậy là các ngôn ngữ lập trình sẽ cung cấp cho chúng ta những quy tắc cú pháp để tạo ra các kiểu dữ liệu mới từ các kiểu dữ liệu cơ bản hoặc các kiểu dữ liệu đã được xây dựng trước của người lập trình.
Tức là người ta đã cung cấp chúng ta những quy tắc để chúng ta liên kết các phần tử đó với nhau. Liên kết như thế nào là tùy chúng ta. Chúng ta có một lộ trình đó, chuẩn bị trước trước chúng ta như vậy. Còn ý là người ta không chuẩn bị sẵn chúng ta những cái dữ liệu chúng ta cần, mà chuẩn bị sẵn chúng ta những cái để chúng ta liên kết thôi. À, ví dụ đã có gạch rồi thì cho sẵn chúng ta sắt thép xi măng đấy, thì chúng ta thích liên kết các viên gạch đó như thế nào là tùy chúng ta. À, chẳng hạn ngôn ngữ lập trình C thì cung cấp cho người lập trình các quy tắc để chúng ta có thể xác định các kiểu dữ liệu mới, kiểu dữ liệu mảng, kiểu dữ liệu cấu trúc, kiểu dữ liệu móc nối, cung cấp sẵn các quy tắc cho chúng ta. À, các kiểu dữ liệu được tạo thành từ nhiều kiểu dữ liệu khác. Đấy. Các kiểu dữ liệu này có thể là kiểu cơ bản hoặc kiểu đã được xây dựng. Thế là những cái dữ liệu khác đấy. Dữ liệu khác có thể là kiểu cơ bản hoặc là kiểu xây dựng, đã được xây dựng trước rồi. Thì được gọi là kiểu dữ liệu có cấu trúc. Tức là chúng ta đã có những kiểu dữ liệu cơ bản này, có những kiểu dữ liệu cũng tự chúng ta đã xây dựng rồi, chúng ta lại liên kết với nhau, chúng ta lại hình thành tiếp lên những cái kiểu dữ liệu khác rồi. Thì cái kiểu dữ liệu đó được gọi là kiểu dữ liệu có cấu trúc, chúng ta là liên kết nhiều thành phần với nhau tạo thành một cái kiểu dữ liệu mới. Thì kiểu dữ liệu mới đó được gọi là kiểu dữ liệu có cấu trúc, có cấu trúc với là liên kết các thành phần với nhau theo một cấu trúc nào đó. Nhưng mà các em chú ý chỗ này vẫn là từ kiểu thôi nha, chứ không phải là cấu trúc dữ liệu đâu, là kiểu dữ liệu có cấu trúc. Sau đến đây bắt đầu mới đến dữ liệu này. Các dữ liệu thuộc về kiểu dữ liệu có cấu trúc ấy, thì mới được gọi là các cấu trúc dữ liệu. Đấy, chỗ này thì là vận dụng vào ngôn ngữ lập trình cao đấy. Đấy, thì các em phải phân biệt là kiểu dữ liệu có cấu trúc và cấu trúc dữ liệu. Cấu trúc dữ liệu chẳng qua là dữ liệu thuộc kiểu dữ liệu có cấu trúc. Đấy, thực ra bản chất là thế thôi. Ủa? Thế còn nếu nói rõ ra nữa thì cấu trúc dữ liệu chẳng qua là các biến, đúng không? Các biến thì có cấu trúc thôi. Biến nguyên, biến thực thì chưa có cấu trúc. Còn biến mảng thì là biến có cấu trúc. Ý là mảng thì thực ra bản chất chúng ta xem là một biến. Đây, ví dụ đây, ví dụ các mảng này, các cấu trúc này, các danh sách móc nối này trong ngôn ngữ C thì chính là các cấu trúc dữ liệu. Thế thì để rõ nữa thì thầy bật thì cho các em xem một ví dụ sau nhé. Ở đây ví dụ đây thì định nghĩa một cái cấu trúc sinh viên đây, định nghĩa một cái cấu trúc sinh viên gồm có họ tên thì tối đa 25 ký tự và có một cái mảng plot là kết quả học tập để viết tắt đấy. Có 10 phần tử đấy, ý mình nói là chúng ta học 5 năm là có 10 kỳ đấy, để lưu kết quả điểm trung bình của 10 kỳ. Thì sau đó ở dưới lại khai báo tiếp sinh viên này, sau đó sinh viên viết tắt này, sinh viên 1, sinh viên 2 này, để danh sách lớp là một cái bảng có 100 phần tử. Thế thì theo các em nhìn vào cái khai báo này thì đâu là cấu trúc dữ liệu? À, em nào có thể chỉ cho thầy là đâu là cấu trúc dữ liệu đây? Đấy, các em có thể nói hoặc các em có thể viết ra cửa sổ chat được, nói thì nhanh hơn. Để ý là học xong môn này chúng ta cũng phải viết soi vào một ngôn ngữ lập trình xem đâu là cấu trúc dữ liệu, chứ học xong vô tình ai hỏi thì cái đoạn cốt này thì đâu là cấu trúc dữ liệu mà chúng ta không trả lời được thì cũng buồn cười. Nào Phạm Đỗ Minh Anh nói cho thầy nào. Em thưa thầy, cấu trúc dữ liệu là mảng họ tên và mảng phần tử KQHT ạ. À, không, chỗ đấy thì nói ở cái bên ngoài thôi, chỗ đấy
cái đấy nó là nội dung của sinh viên rồi, nó nội dung của cấu trúc sinh viên rồi, chúng ta không nói đến chỗ đó, đúng không? Chúng ta nói đến cái bên ngoài, đấy, nói đến cái bên ngoài thì theo em cái bên ngoài thì đâu là cấu trúc dữ liệu? Em cho rằng tất cả những cái nằm trong ngoặc sẽ là cấu trúc dữ liệu ạ. Tất cả trong ngoặc nhọn đấy à? Vâng, đúng thưa thầy. Đấy thì như cũng chưa chính xác đâu, người ta nó cũng chính xác một tí thôi. Thực ra thì cái cấu trúc này là cấu trúc sinh viên thì bên trong đấy nó có các cái thuộc tính ở bên trong thì làm rõ thôi. Nói chỉ là đúng cái khía cạnh nhỏ đấy mẹ. Ai trả lời rồi, cảm ơn em. Em nào có thể nói chính xác cho thầy nào? Đây Lý Văn Duy bảo là sinh viên. Đấy, sinh viên cũng không đúng em nhé. Sinh viên không đúng đâu. Đấy, cho vậy là chúng ta phải biết phân biệt đấy, chứ không phân biệt được cái này là. Tất nhiên đây là do chúng ta chưa học kỹ, mới học thì cái này bình thường thôi, nhưng mà ý là học xong môn này là chúng ta phải biết đâu là cấu trúc dữ liệu với trong cái đoạn code này. Nào, em nào có thể trả lời chính xác cho thầy nào? Đừng quan tâm đến cái nội dung bên trong cái sức em nhé. Nội dung bên trong sức là để khai báo thôi, khai báo cấu trúc thôi, chúng ta phải quan tâm bên ngoài đi. Còn cái bên trong là người ta đang khai báo, đúng không? Đang khai báo để dùng cho cái bên ngoài. Đấy, chỉ quan tâm đến cái tóm này, không quan tâm đến cái đoạn mở đóng ngoặc nhọn kém nhá, mở đóng ngoặc nhọn không quan tâm, quan tâm bên ngoài thì đâu là cấu trúc dữ liệu. Phạm Trọng Khiêm nói chưa hết, Phạm Trọng Khiêm kể tiếp cho thầy nào. Phạm Trọng Khiêm, đúng rồi, đây Lê Ngọc Trường nói là chính xác em nha, Lê Ngọc Trường nói chính xác nhất rồi. Sinh viên 1, sinh viên 2 và danh sách lớp, đấy chính là cấu trúc dữ liệu. Đúng không? Rồi, thầy sẽ tặng Lê Ngọc Trường nửa điểm. Thế còn còn một khái niệm nữa là kiểu dữ liệu có cấu trúc. Thế thì cái gì là kiểu dữ liệu có cấu trúc đây các em? Hôm nay thì chắc là dễ hơn rồi. Kiểu dữ liệu có cấu trúc ở đây là gì? Em thấy là kiểu dữ liệu sinh viên có cấu trúc. Đúng rồi, rất chính xác. Hôm nay thì nó dễ hơn, đúng không? Thế các em ký là mấy cái ý vừa rồi người ta nói đấy. Đầu tiên ta phải có kiểu dữ liệu có cấu trúc đã. Thế còn dữ liệu thì chính là khai báo, sau đó chúng ta dùng cái kiểu dữ liệu đó chúng ta đi khai báo, đúng không? Đây, đầu tiên chúng ta phải thấy là sinh viên chính là kiểu dữ liệu của cấu trúc, nó cũng như kiểu nguyên cầu thực đấy, kiểu dữ liệu đấy. Để chúng ta dùng nó để chúng ta khai báo dữ liệu, cái dòng dưới đấy, dòng dưới các em thấy là dùng cái kiểu dữ liệu có cấu trúc sinh viên, chúng ta mới đi khai báo đây chẳng qua là khai báo các biến, đúng không? Khai báo biến sinh viên 1, biến sinh viên 2. Thì mảng cũng được xem là biến, đúng không? Danh sách lớp 100 đấy, có mảng có tối đa 100 phần tử. Thì đây nó là các dữ liệu, và các dữ liệu này thuộc kiểu dữ liệu của cấu trúc thì nó được gọi là các cấu trúc dữ liệu. Đấy, thì bản chất vấn đề là như thế em nhé. Đấy, như vậy là nếu mà chưa học môn này là chúng ta đang nơ mơ chỗ này đấy. Đấy, học xong đến đây rồi các em phải phân biệt được rõ ràng nha, chỗ nào là kiểu dữ liệu của cấu trúc, chỗ nào là cấu trúc dữ liệu. Thế còn hiểu cho nó nôm na dễ hiểu nhất thì các em chú ý là dữ liệu thì nó gần như là các biến ấy, là khi chúng ta khai báo biến, khai báo thì phải có kiểu, khai báo phải thuộc kiểu nào. Cái kiểu đây là nó được hình thành bởi nhiều phần tử khác thì cái kiểu đó sẽ được gọi là kiểu có cấu trúc. Đấy, ví dụ như sinh viên đây, kiểu dữ liệu sinh viên đây là hình thành từ họ tên này, hình thành từ kết quả học tập này, đấy, từ các thành phần này thì nó rõ ràng thì có nhiều thành phần liên kết với nhau thì nó hình thành cấu trúc.
nhưng mà nó chỉ vẫn dừng ở mức kiểu thôi, vì đây nó có định nghĩa thay đét rồi. Và khi đã định nghĩa xong rồi, đã khai báo xong kiểu rồi, chúng ta mang cái kiểu đó chúng ta đi khai báo để các đối tượng. Các đối tượng đây có thể là một biến đơn lẻ, có thể là một mảng, tất cả những cái đó được khai báo đó thì đều được gọi là cấu trúc dữ liệu. Các em chú ý nha. Ở đây thầy Tăng Lê Ngọc Trường nửa điểm nha. Lê Ngọc Trường vừa rồi được cộng, hôm nay Lê Ngọc Trường hai lần được cộng là tổng một điểm rồi. Rồi tiếp em nha. Em chú ý điểm danh xong rồi thì cũng đừng bỏ về đâu nha, các em bỏ về là hệ thống báo luôn đấy, bỏ về mà không có lý do. À, thực ra các em đang ở nhà thôi, các em ra khỏi, các em ra khỏi mà không có lý do thì coi như đổi đó vắng mặt nha, chú ý như vậy. Thì, tất nhiên nếu bất khả kháng thì ra khỏi thì báo thầy, thầy vẫn coi buổi đó là đi học, coi như nghỉ nửa buổi có phép thôi. Chúng ta tiến nha. Ở chỗ này thì này diễn giải tiếp thôi. Như vậy từ các kiểu cơ bản này, bằng cách sử dụng các quy tắc cú pháp để kiến tạo các kiểu dữ liệu, người lập trình có thể xây dựng lên các kiểu dữ liệu mới thích hợp cho từng vấn đề. Ý là chỗ này thực tiễn thì rất phong phú, ngôn ngữ thì không có sẵn, nhưng mà người ta lại cung cấp cho mình các công cụ để cho mình kiến tạo lên những cái dữ liệu mới để phù hợp cho cái từng vấn đề mà mình xử lý. Các kiểu dữ liệu mà người dùng xây dựng lên ấy, được gọi là các kiểu dữ liệu được xác định bởi người sử dụng. Ví dụ như cái kiểu sinh viên vừa rồi được gọi là kiểu dữ liệu xác định bởi người sử dụng, chứ ngôn ngữ là không có sẵn. Rõ ràng ngôn ngữ mà cứ có sẵn như thế thì bao nhiêu cho vừa, đúng không? Vì thực tế nó quá nhiều, quá nhiều. Như vậy một cấu trúc dữ liệu chính là một dữ liệu phức hợp, đúng không? Cấu trúc dữ liệu chính là một dữ liệu phức hợp gồm nhiều thành phần dữ liệu, mỗi thành phần thì hoặc là dữ liệu cơ sở như số nguyên, số thực, ký tự, hoặc cũng có thể là một cấu trúc dữ liệu đã được xây dựng, đúng không? Xây dựng. Chúng ta đã xây dựng một cấu trúc dữ liệu nào đó để chúng ta lại dùng cái nó để chúng ta lại xây dựng một cấu trúc dữ liệu này to hơn, đúng không? Chứa cả nó nữa. Đấy, ý chỗ này như vậy. Hoặc là chúng ta xây dựng được 3-4 cái cấu trúc dữ liệu rồi, chúng ta lại xây dựng một cái to hơn là hợp của cả 3-4 cái đấy vào. Đấy, và hợp cả những cái dữ liệu cơ sở vào. Đấy, tùy thực tiễn của bài toán. Đấy, chúng ta có thể thiết kế như vậy. Các thành phần dữ liệu tạo nên một cấu trúc dữ liệu thì được liên kết với nhau theo một cách nào đó. Ở chỗ này cũng như thầy nói cái ý ở trên ấy, là các ngôn ngữ lập trình thì cung cấp chúng ta các cách để liên kết dữ liệu với nhau ấy. Trên cơ sở đó chúng ta hình thành được mảng, được cấu trúc đấy. Đấy. Thì đấy chỉ nói chung chung thôi, còn đây thì bắt đầu nói cụ thể đây. Trong các ngôn ngữ lập trình C, trong các ngôn ngữ lập trình như Pascal, C, C++ này có 3 phương pháp để liên kết các dữ liệu với nhau. Đấy, thì đây người ta sẽ nói cụ thể 3 phương pháp là gì. Đấy, phương pháp thứ nhất là chúng ta liên kết bằng mảng. Đấy, liên kết bằng mảng thì nó có đặc điểm là các dữ liệu phải cùng kiểu với nhau. Nếu mà các phần tử dữ liệu mà cùng kiểu với nhau, đấy, mà chúng ta muốn liên kết với nhau, chúng ta dùng mảng thôi. Đấy, dùng mảng khai báo rất là dễ. Thế trường hợp thứ hai là chúng ta lại muốn liên kết các cái dữ liệu nó không nhất thiết phải cùng kiểu với nhau. Cái đi kiểu nguyên, cái kiểu thực, cái kiểu ký tự, cái đi là mảng. Chúng ta lại gom với nhau vào thành một chỗ thì rõ ràng lúc đấy chúng ta phải dùng cấu trúc, xếp.
trong C hoặc C cộng cộng. Thế còn trong Pascal thì người ta gọi là bản ghi, ghi co này. Đấy là phương pháp thứ hai để liên kết các phần tử nó không không thống nhất và không cùng kiểu. Đấy, phương pháp thứ ba đấy là chúng ta sử dụng con trỏ, chính là cái móc nối đấy để liên kết các dữ liệu với nhau. Chẳng hạn chúng ta dùng con trỏ để chúng ta tạo nên các danh sách móc nối đấy, hoặc là sử dụng con trỏ để biểu diễn cây đấy, móc nối con với cha, à cha với con đấy. Đấy, con trỏ đây thì chính là móc nối, hai cái từ này em dùng cho nhau được. Con trỏ đây chẳng qua là khai báo con trỏ của C thì biến con trỏ chính là cái biến để nhớ địa chỉ của các biến khác, của tác dụng biến con trỏ như vậy. Nhớ địa chỉ của biến nào thì sẽ trỏ đến biến đó. Nói tổng quát là nhớ địa chỉ của đối tượng nào thì sẽ trỏ đến đối tượng đó. Đấy, thế là thầy đã xong cái nội dung, xong bốn mục nhỏ của cái nội dung hai lớn. Coi là cũng xong cái nội dung hai lớn, tức là các vấn đề về cấu trúc dữ liệu. Chúng ta sang cái nội dung cuối cùng của chương này. Chính là chúng ta bàn đến ngôn ngữ diễn đạt giải thuật. Ngôn ngữ diễn đạt giải thuật. Thế thì em thấy là mặc dù cái vấn đề ngôn ngữ thì không được đặt ra ở giáo trình này. Đấy, giáo trình này thì không có đặt ra là chúng ta phải học cái ngôn ngữ nào cả. Nhưng mà để diễn đạt các giải thuật ý, được trình bày trong giáo trình thì chúng ta không thể không lựa chọn một ngôn ngữ. Diễn đạt chúng ta phải chọn ngôn ngữ, chọn ngôn ngữ nào để diễn đạt đây. Thế thì hiển nhiên nhất là đơn giản nhất là chúng ta diễn đạt bằng ngôn ngữ tự nhiên, ngôn ngữ tiếng Việt, đúng không? Thì nếu diễn đạt bằng ngôn ngữ tiếng Việt thì có ưu điểm là rất dễ diễn đạt, nhưng rõ ràng sẽ gặp khó khăn khi chúng ta cần chuyển nó thành chương trình chạy trên máy, đúng không? Đấy, khi mới học C thì rõ ràng biết thuật toán rồi đấy, đúng không? Nhưng mà bảo viết code thì em thấy là nó lại có khoảng cách, đúng không? Lại có khoảng cách để chúng ta cứ lắm ngóng, chúng ta không biết là triển khai như thế nào, bắt đầu từ đâu để viết code để cho máy nó chạy được, mặc dù thuật toán thì biết rồi. Đấy, giờ vậy là chúng ta cũng không thể chọn ngôn ngữ tự nhiên được. Nếu chọn ngôn ngữ tự nhiên diễn đạt thì nó không đạt. Mục đích là chúng ta sau một ngày chúng ta phải chạy trên máy tính, viết chương trình chạy trên máy tính. Lúc viết này lại ngập ngừng, thành ra lại mất thời gian. Và thực ra ngôn ngữ tự nhiên ấy thì nó có đặc điểm là nó không chặt chẽ. Ngôn ngữ tự nhiên có nhiều cái yếu tố đa nghĩa. Nhất là các em nào đã học ở cái môn automat và ngôn ngữ hình thức rồi thì biết đấy, thầy đã phân tích rồi đấy. Ngôn ngữ tự nhiên là có cái tính mập mờ. Tất nhiên hầu hết nó chính xác, đúng không? Chỉ có một số tình huống nó mập mờ. Nhưng chỉ cần trong lập trình mà chỉ cần một số tình huống mập mờ là nó nguy hiểm rồi, đúng không? Để chương trình điều khiển tên lửa mà hiểu mập mờ một cái thì tên lửa bay rất là nguy hiểm. Nhớ vậy thì nó phải đảm bảo tính chính xác tuyệt đối. Để ra về ngôn ngữ tự nhiên là nó không phù hợp. Thế thì chúng ta lại học C rồi, đúng không? Thì chúng ta lại có thể nghĩ ngay tới việc là thế thì đưa cho ngôn ngữ C đi, diễn đạt giải thuật đi. Thì có mắc mớ gì không? Thế thì các em sẽ thấy là nếu lựa chọn C nó cũng sẽ có những cái vấn đề hạn chế như sau. Thứ nhất ý, là chúng ta phải tuân thủ các quy tắc chặt chẽ về cú pháp của ngôn ngữ C. Đấy, khiến cho việc trình bày giải thuật của chúng ta, trình bày giải thuật ý, và cấu trúc dữ liệu trở nên nặng nề, gò bó. Cũng phải nhìn ngó nghiêng xem nó có đúng hay không. Trong lập trình thì đúng là phải đúng tuyệt đối rồi, vì chúng ta không đúng thì mấy chương trình nó không chạy. Không chạy. Còn đây thì chúng ta chỉ cần... không cần phải đến mức nó như thế, chúng ta không chưa cần quan tâm đến chương trình nó có chạy hay không. Nếu mức tuân theo như thế thì nó nặng nề gò bó quá. Ví dụ chẳng may thiếu dấu chấm phẩy, thế thì có ảnh hưởng gì đến trình bày giải thuật không? Thì chúng ta thấy nó cũng không ảnh hưởng lắm. Thế nên nó cứ phải đúng tuyệt đối cả dấu chấm dấu phẩy như thế thì nó gò bó quá. Đấy là ý thứ nhất.
Ý thứ hai là chúng ta phải phụ thuộc vào các kiểu dữ liệu đã cài đặt sẵn của C, nên có lúc là không thể hiện được đầy đủ các ý về cấu trúc mà ta muốn biểu đạt. Đấy, ví dụ chúng ta muốn biểu đạt, chúng ta đang muốn trình bày những thể thuật thao tác trên cây chẳng hạn, đúng không? Thao tác trên cây. Đấy, con C thì lại không có cây, đúng không? Thì rõ ràng là chúng ta lúc này chúng ta triển khai rất là khó, đúng không? Chuyển sang cây con trái, chuyển sang con phải, mà lại cứ phải gắn với C, C nó có sẵn đâu, đúng không? Thành ra là chúng ta không diễn đạt được thể thuật, đúng không? Ý cho cái ý thứ hai là như thế. À, vì vậy để dễ dàng cho việc diễn đạt giải thuật ý, trên các cấu trúc dữ liệu, ta sẽ dùng một ngôn ngữ thô hơn, có nghĩa là thô hơn ngôn ngữ C đấy. Tạm gọi là ngôn ngữ tựa C, tạm gọi là ngôn ngữ tựa tức là gần giống đấy. Còn ta gọi là ngôn ngữ tựa C với một mức độ linh hoạt nhất định, không quá gò bó, không quá công nghệ nhiều về cú pháp, nhưng cũng gần gũi với ngôn ngữ C, để khi cần thiết ta có thể dễ dàng chuyển đổi nó thành chương trình C chạy trên được ở máy tính. Thì tư tưởng như thế các em nha. Đấy. Thế thì C thì các em đã biết rồi, đúng không? Thì đây thì sẽ nói một số đặc điểm của ngôn ngữ tựa C như sau. Không cần chỉ thị tiền phiên dịch in của nút hay là in define. Thăng cửa nút, thăng in cửa nút, thăng define là không cần. Đây là khai báo thư viện. Sử dụng thêm ký hiệu này để đặt lời chú thích. Thực ra khi các em dùng C là code của doc là nó cũng có cái này rồi. Thực ra cái này là nó sử dụng của C công cộng thôi, chứ còn thực ra C nó không có cái này đâu. C chú thích nó không có cái hai cái chân này đâu. Đây là kế thừa từ C cộng cộng sang thôi. Thì code của lốc dùng cho cả C và C cộng cộng, nên là chúng ta dùng cái thăng thăng cái này được. Thế còn trước đây nếu các em nào dùng C chạy trên trên đốt ấy, thì cho cái này vào là báo lỗi. Thế đây ý là cái thừa C này khi nào cần chú thích nhanh là các em cũng cứ gạch chéo này được, và khi thấy cái gạch chéo này thì là đằng sau đó là lời chú thích trên một dòng. Không cần khai báo biến, khai báo mảng trước khi sử dụng. Đấy, chúng ta cứ dùng cái là chúng ta dùng luôn, không phải khai báo gì cả, tự ngầm hiểu. Đấy nó là biến rồi, đấy nó là mảng rồi, để dùng ngay. Đó. Ví dụ chúng ta dùng A mở ngoặc, Y đóng ngoặc, hiểu ngay đây là mảng A rồi, đã được khai. Không cần biết là khai báo hay chưa, dùng luôn, không phải khai báo. Khai báo nó chỉ mang tính thủ tục, khi viết code để cho dịch nó phát hiện thôi. Còn đây là ý tưởng là thể hiện là mục đích chính, chúng ta nhấn mạnh vào ý tưởng của giải thuật xem là xử lý như thế nào, thì chúng ta không quan tâm đến chi tiết. Không gò bó trong việc mô tả các cấu trúc dữ liệu mà chỉ cần diễn đạt ý tưởng thôi. Ví dụ cái cấu trúc dữ liệu này nó được hình thành như thế này, còn không cần mô tả, không cần gò bó trong việc mô tả chính xác các cấu trúc dữ liệu. Ví dụ cây đây, cây thì có nút gốc ấy. Nút gốc có thể từ nút gốc thì chúng ta đi xuống các nút con ấy. Chúng ta chỉ cần phải mô tả như thế cũng được. Tên các đối tượng thì không phân biệt hoa thường. Các em thấy C thì nó phân biệt hoa thường, đúng không? Đây chúng ta không quan tâm đến hoa dự thường, biết thế nào cũng được. Cái này là giống ngôn ngữ Pascal, các bạn không cần phải lo được. Không cần khai báo kiểu dữ liệu của hàm, ví dụ hàm có trả về kiểu nguyên hay kiểu thực cũng không cần khai báo nữa. Các đối của hàm cũng không cần khai báo kiểu dữ liệu. Hàm scanf không cần có đặc tả cho các đối tượng, và không cần viết địa chỉ của các đối. Ví dụ để nhập dữ liệu cho các biến ABC này thì chúng ta chỉ cần viết scanf ABC
Ở chỗ này nó cũng giống như ngôn ngữ Pascal ấy. Pascal mà cần đọc dữ liệu, chúng ta chỉ cần read là nó mở ngoặc ABC nữa là xong. Để ngắn gọn thế thôi. À, hàm BDNF không cần có đặc tả chuyển dạng cho các đối được in ra. Ví dụ cần in các biến ABC ra, chúng ta chỉ cần BDNF ABC thôi. Đơn giản rất nhiều. Cái này cũng giống như Pascal. Pascal mà cần in ra các em chỉ cần thế này là xong. Write ABC. Tất nhiên muốn đặc tả thì vẫn có thể có vào. Ví dụ nó dành ra bao nhiêu chỗ để in đấy, đặc tả đơn giản thôi. Còn C mà viết đơn giản thế này là báo lỗi ngay, còn Pascal thì có thể viết thế này cũng được. Ở ngoài những điểm lưu ý trên ra thì các câu lệnh còn lại tuân theo cú pháp và cách thực hiện của C và của ngôn ngữ C. Ví dụ câu lệnh for thì câu lệnh while thì chúng ta phải viết đúng như thế. Còn câu lệnh switch chẳng hạn. Đây thì để ví dụ để cho dễ hình dung thì các em xem xin ví dụ chương trình tính dây thừa có thể viết được, có thể viết bằng ngôn ngữ tựa C như sau. Đấy thì các em thấy là dây thừa chúng ta phải có hàm này phải có kết quả trả về, đúng không? Đây không cần, chỉ cần dây thừa n thôi. Và n cái tham số n đối số n đúng ra cũng phải khai báo kiểu dữ liệu thì đây cũng bỏ qua. Thôi không cần. Đấy thì sau đó các em thấy đây có dùng biến trung gian TR là TG là trung gian, biến Y là thuộc kiểu nguyên đây, cũng không cần phải khai báo gì cả, dùng ngay, đúng ngay. Đấy sau đó khai báo xong hàm rồi thì và đây hàm tính dây thừa này là không dùng để quy, các em là ta cứ tính thật ra, cứ dây thừa là cứ nhân từ 1 cho đến số đó và sau return kết quả trung gian. Tiếp theo chúng ta xuống hàm main thì đầu tiên là thông báo nhập dữ liệu, để sau scanf thì chỉ cần scanf n thôi, không có cần đặc tả lấy địa chỉ của n gì cả. Sau đó nó in kết quả cũng thế, in kết quả gọn luôn hàm ra, không cần đặc tả in cả. Đấy thì các em thấy là rõ ràng nó sẽ ngắn gọn thì rất nhiều, nó toát lên cái để nó toát lên ý tưởng của giải thuật thôi, còn những cái yếu tố dườm già chúng ta bỏ qua hết. Và rõ ràng mặc dù bỏ qua hết nhưng mà với cái mô tả như này mà khi cần chuyển thành chương trình thì các em thấy là cũng rất là nhanh, có chuyển thành chương trình chúng ta chỉ thêm cái key vào là xong thôi. Ví dụ khai báo thêm include này, standard.io.h này, có khai báo thêm kiểu của hàm dây thừa này. Đấy, đặt cả thêm scanf rồi greenf thế là xong, đúng không? Đấy, rất là nhanh, không có cái khoảng cách như là trong trường hợp chúng ta mô tả bằng ngôn ngữ tiếng Việt, từ ngôn ngữ tiếng Việt chúng ta chuyển thành code thì khoảng cách rất là xa. Phải để ý chỗ này như vậy. Để chúng ta dùng ngôn ngữ tựa C để chúng ta bỏ những yếu tố dườm già đi, để nó mục đích để nó toát lên được ý tưởng chính của giải thuật. Thế nhưng mà khi cần chuyển thành chương trình thì cũng rất là nhanh. Người ta muốn đạt cái mục đích là như vậy nên người ta dùng ngôn ngữ tựa C. Để trong suốt giáo trình này chúng ta sẽ dùng ngôn ngữ tựa C. Để ra vậy khi dùng cái này thì chúng ta chẳng may có quên chấm phẩy ở đâu đó thì cũng không đánh giá nặng cái đó các em nha. Tất nhiên chỗ nào cần chấm phẩy kết thúc câu lệnh các em vẫn phải viết chấm phẩy. Thì có cái là chẳng may quên thì tôi cũng không có đánh giá cao về đấy, không trừ điểm nặng về đấy. Vì đây là chúng ta không đưa lên code chúng ta chạy, không đưa lên máy chúng ta chạy. Chúng ta này, có sai một tí thì cũng không sao, miễn là nó toát lên được ý tưởng của giải thuật thôi. Đấy, học hôm nay năng suất quá, thầy cứ tưởng là hết thời gian, chương 1 là cũng chiếm hết thời gian. Nhưng mà các em tiếp thu tốt là đồng ra là không hết chương 1 vẫn chiếm hết thời gian. Thế nhưng mà do chúng ta này chỉ học học có chúng ta có 11 buổi đúng không? 11 buổi. Thì thực ra đằng sau nó cũng còn nhiều nội dung đấy. Thế như vậy là thầy hồi từ đến đoạn này thầy trình bày trực tiếp giáo trình nhá, buổi sau thầy sẽ đưa lên slide. Còn cái slide của chương 2 thì chưa chuẩn bị xong.
Đấy là thầy chia sẻ màn hình, thầy nói trực tiếp giáo trình cái một chút của chương 2 nhé, chứ không nghỉ sớm quá thì để sợ này mình nhắc nhở. Em được thầy. Em có gì em hỏi đi. Em được thầy, em chưa hiểu ý tưởng là ngôn ngữ tựa si là như thế nào ạ thầy? Nghĩa là tất cả những ngôn ngữ nào mà có cách khai báo na ná giống si là đều được chấp nhận đúng không ạ? Đấy, em có khúc mắc em cứ hỏi như bạn ấy. Thế ý thế này, em như thầy đã nói rồi, tựa si đây tức là nó gần giống si em nhé, gần giống si. Đấy, để cho phép chúng ta bỏ những cái yếu tố rườm rà đi. Tố nó mang tính cứng nhắc, thực ra cái tố cứng nhắc đấy mục đích là để sau này chạy chương trình thì nó phải dịch, vì C là một ngôn ngữ bậc cao, ngôn ngữ bậc cao thì muốn chạy được nó bản chất nó vẫn phải dịch ra ngôn ngữ máy. Dịch ra ngôn ngữ, muốn dịch ra ngôn ngữ máy thì chúng ta phải tuân thủ những quy tắc, chúng ta phải khai báo dùng thư viện nào, đúng không? Các bạn rồi thì phải có kiểu dữ liệu của hàm, kiểu dữ liệu của biến, phải có đặc tả nhập dữ liệu. Tất cả những cái này đó để nó phục vụ cho cái chương trình dịch, nó dịch được ra ngôn ngữ máy. Thế thì trong khi đây là chúng ta chỉ muốn hiểu tư tưởng của giải thoát thôi, muốn tư tưởng giải thoát thôi, mà chúng ta cứ đưa những cái quy định ràng buộc chỉ để phục vụ cho cái chương trình dịch như thế thì nó gò bó quá. Đấy, chúng ta làm cho chúng ta là cần trình bày một cái giải thuật nào đó lại cứ có vướng những cái yếu tố ngoại vào, tố khác lạ vào thì chúng ta nhìn giải thuật nó khó đi. Đấy, ý tưởng ta đây là chỉ toát lên ý tưởng của giải thuật thôi. Thế nên chúng ta bỏ cái rườm rà đi. Thế khi bỏ đi thì rõ ràng nó không phải là si rồi, nó chỉ gần giống si thôi. Gần giống thì người ta dùng chữ tựa như si. Đấy. Đấy, em hiểu ý tưởng chưa? Vâng, em đã hiểu. Vậy là mình chỉ cần cốt trên giấy tựa là để có thể hiểu thuật toán nó làm gì thôi đúng không ạ? Đúng rồi, đấy, ý là thế. Thế nhưng mà tựa như thế thì cũng không nên tựa thoải mái quá, đúng không? Nếu mà các em tựa thoải mái quá thì nó cũng không được. Thì đây như thầy vừa nói ở slide trên đây. Đây, quay lại nhé. Đấy, có tựa thì cũng chỉ tựa như những thầy, những cái giáo trình cho phép thôi em nha. Chứ đừng thoải mái quá thì nó lại sang cái khác nữa. Ví dụ đây, viết scan, hàm scan thì không cần đặc tả gì cả. Cứ ABC, green thế. Đấy, tựa theo vẫn phải theo cái khuôn khổ trong cái giáo trình này quy định. Đấy, chứ đừng như phá cách quá thì lại cũng không được em nha. Không cần phải có cái thăng include này, đúng không? Nếu như thầy nói là không cần phải theo biến, theo bảng, cứ dùng là dùng luôn, không phải khai báo gì cả. Có y từ 1 đến n luôn, không cần khai báo y là gì, n là gì. Rõ ràng nó ngắn gọn đi rất là nhiều. Để ý tưởng là để toát lên cái tư tưởng của giải thuật thôi. Nhìn chúng ta toát, nhìn vào đấy chúng ta biết ngay giải thuật này muốn làm cái gì. Nhưng mà nó vẫn đảm bảo là khi chúng ta cần chuyển đến chương trình thì chúng ta chỉ thêm một chút là nó chạy ngay. Đấy, nó phải đạt được cái mục đích như thế. Thì rõ ràng cái kiểu viết tựa si này nó đạt được điều đó. Đấy, như trong một cái cốt tính dây thừa này, cái là các em nhìn thấy luôn là ý tưởng tính dây thừa như nào. Không phải bận tâm đến khai báo biến, khai báo cái gì cả. Biết ngay đây là nguồn tính dây thừa, chúng ta cứ nhân từ 1 đến n. Đúng không? Cái for này là thiệt nhân từ 1 đến n. Đấy, thế sau muốn thử chương trình thì đây, đầu tiên nhập vào. Đây cũng trình bày luôn cả ý tưởng là khi muốn chạy thì chạy chương trình trên máy thì làm gì, đúng không? Chạy chương trình trên máy thì phải nhập N vào. Đấy, sau đó in kết quả ra, đúng không? Đấy, muốn nói là như vậy. Thế còn để cho nó chạy thật chúng ta chỉ thêm tắt một chút vào thôi. Đấy, thế các em đã hiểu chưa? Thế do vậy trong đề thi hay đề kiểm tra thầy sẽ nói rõ trình bày giải thuật. Chỗ nào thì thầy nói là trình bày bằng ngôn ngữ tự nhiên, cũng có chỗ là chỉ cần nói bằng ngôn ngữ tự nhiên thôi. Đấy. Ở chỗ nào thì nói là bằng ngôn ngữ tựa si. Đấy, thầy đều phải chú thích rõ để đem thực hiện đúng nha. Vì rõ ràng giải thuật chúng ta có thể trình bày bằng cả ngôn ngữ tự nhiên mà, đúng không? Kể cả chúng ta có viết code thật thì đấy cũng chẳng qua là cũng là cách trình bày giải thoát thôi.
chúng ta viết được một chương trình C chạy thật thì đấy cũng là một cái phương pháp trình bày giải thoát thôi. Và cái phương pháp đấy thì nó phải gò bó để cho làm sao có thể chạy được trên máy tính. Thế còn cái tựa C này là nó không cần thiết phải chạy trên máy tính thì toát lên ý tưởng giải thoát thôi. Đấy thì chỗ này như thế các em nha. Thì các em thấy nó cũng dễ thôi, chúng ta biết C rồi mà chúng ta cứ bỏ. Thực ra các em có khai báo biến vọng được thì các em chả bắt đổi đâu, nhưng mà thấy nó thừa. Ví dụ trong việc này chúng ta lại khai báo in the TR y thuộc kiểu biến nguyên, in là dây thừa vào. Đấy thì cũng không bắt đối nặng, nhưng mà dù sao vẫn bắt đối là do là giáo trình đã cho phép như thế rồi mà vẫn cứ viết những cái thừa vào, mất thời gian đúng không? Làm việc viết đấy là mất thời gian, đấy sẽ không được đánh giá cao đúng không? Thì đây là chúng ta học về ý tưởng để toàn thiện, chúng ta có học để cho nó chạy đâu. Thế chỗ này ý là như thế. Được rồi, thế giờ còn ít phút nữa thầy giới thiệu qua về chương 2 nhé. Thầy share cả màn hình cho các em xem này. Thầy đóng cái cửa. Đấy, nhà thầy gần cái loa mất trật tự. Đấy, chúng ta tìm hiểu qua về chương 2 nhé. Chương 2 đây chúng ta sẽ bàn về phân tích thiết kế và phân tích giải thuật. Đấy, nội dung chương 2 đây thì có hai mục. Mục thứ nhất là các phương pháp thiết kế giải thuật, mục thứ hai là 2.2 là phân tích giải thuật. Thế thì chỗ này lại có đặt câu hỏi là tại sao chúng ta lại phải học về các phương pháp thiết kế giải thuật. Để trong khi chúng ta học C chúng ta thấy là không cần đúng không? Thì cũng như lúc giới thiệu môn học thì đã nói rồi. Khi chúng ta học C là chúng ta đang chỉ tiếp cận cái bài toán nó quá nhỏ. Thì bài toán nhỏ thì cần gì phải phân tích thiết kế đúng không? Cũng như chúng ta chỉ cần xây cái nhà cấp 4 đơn giản để cho thuê thôi chẳng hạn thì cần gì phải bản thiết kế đúng không? Cứ nghĩ đến đâu thì xây đến đó thôi. Còn khi muốn xây cái tòa nhà lớn như những cái tòa 14 tầng hay 17 tầng của học viện ấy, thì rõ ràng là cứ nghĩ đến đâu mà xây đến đó thì quá nguy hiểm đó. Sau mắc lỗi thì chả nhẽ đập ra xây lại. Thế do vậy những cái nó phức tạp như thế chúng ta phải có cái bản thiết kế. Bản thiết kế chúng ta phải có phương pháp, chúng ta thiết kế. Thì đây cũng như vậy. Trong thực tế chúng ta gặp những bài toán nó rất là lớn. Nếu chúng ta cứ hùng hục chúng ta lao vào chúng ta viết code ngay thì chắc chắn là nó không ổn. Đấy, chúng ta phải phân tích thiết kế trước. Đấy, phân tích thiết kế xong xuôi đâu đó rồi chúng ta bắt đầu đi viết code. Ủa? Thế thì thực ra đây cũng chỉ là mang tính tiếp cận thôi các em nha. Cũng gọi là tiếp cận cái phương pháp phân tích thiết kế thôi. Chứ còn để cho nói bản sau này chúng ta còn học cả một cái môn phân tích thiết kế hệ thống thông tin đấy,
hay là vào nhà, những cái môn khác nó có ý đó, những môn công nghệ phần mềm này thì môn quản trị dự án phần mềm này. Đấy. Những môn đó nó cũng có ý tưởng là để chúng ta phân tích thiết kế giải thuật, còn đây cũng mang tính là tiếp cận thôi. Mang tính tiếp cận thôi thì đây sẽ trình bày hai phương pháp. Một phương pháp là thiết kế từ trên xuống, top down. Đấy, phương pháp thứ hai là phương pháp tinh chỉnh từng bước. Đấy thì giờ thầy sẽ vào phương pháp thứ nhất nha, phương pháp thiết kế top down, từ đỉnh xuống. Thế thì em thấy là trong cuộc sống ý, thực ra là chúng ta xử lý công việc cũng là theo cái phương pháp top down này. Chẳng qua chúng ta không để ý thôi. Nếu để ý thì đúng là chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, kể cả với bố mẹ chúng ta, quê hương chúng ta cũng xử lý vấn đề là toàn theo phương pháp top down cả. Nên là từ trên xuống dưới. Ý tưởng của nó là từ khái quát đến cụ thể. Để chúng ta chia bài toán thành những bài toán nhỏ ra. Ý tưởng nó như thế thôi. Thế là chúng ta cứ chia từng bước một. Đầu tiên chúng ta ví dụ một bài toán lớn chúng ta chia thành 3 phần đi. Để sau đó 3 phần này chúng ta thấy vẫn chưa giải quyết được, chúng ta lại chia nhỏ tiếp nó ra. Từng bước chúng ta chia nhỏ ra, để chia cho đến khi nào giải quyết được thì thôi. Ý tưởng là như thế. Thế thì với ý tưởng đó thì em thấy là đúng là cuộc sống hàng ngày hầu hết là đều giải quyết vấn đề theo cái tư tưởng trên xuống. Đấy, ví dụ bố mẹ chúng ta cần tổ chức đám cưới cho anh chị chẳng hạn, thì đấy là một bài toán, bài toán là cần tổ chức đám cưới cho anh chị. Cái bài toán này nếu mà cứ lao vào triển khai ngay là bị rối, rối ngay. Thế vậy chúng ta phải tìm cách chúng ta chia nhỏ ra, chia nhỏ cái bài toán tổ chức đám cưới ra thành phân ra bộ phận hậu cần này, bộ phận tiếp khách này. Đấy, phân ra ba cái bộ phận đó. Hậu cần, tiếp khách gì đó nữa, chuẩn bị phông mạt hay là trang trí gì đó. Đấy, thế sau đó thì ví dụ bộ phần tiếp khách chẳng hạn thì nó vẫn còn to quá, chúng ta lại chia nhỏ ra tiếp. Tiếp khách thì tiếp khách ở đầu ngõ, thì tiếp khách ở trong nhà. Thế thì sau này từ đó nó bắt đầu lại phân ra tiếp khách đầu ngõ là ai, tiếp khách trong nhà là ai, đến khi nào giải quyết được thì thôi. Đấy thì em thấy đúng như thế. Hay là học viên cần tổ chức một sự kiện gì đó thế, để phân ra các phòng ban, mỗi phòng ban đảm nhiệm một nhiệm vụ. Đấy, sau trong các phòng ban thì lại chia ra từng bộ phận của phòng ban, lại chia ra đến từng người, bao giờ giải quyết được gì không. Đấy thì đây ý tưởng là thế. Thế còn giờ chúng ta xem giáo trình nói thế nào nhé. Ngày nay công nghệ thông tin đã và đang được ứng dụng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Bởi vậy các bài toán giải được trên máy tính điện tử rất đa dạng và phức tạp. Các giải thuật và các chương trình để giải chúng cũng có quy mô ngày càng lớn, nên càng khó khi ta muốn tìm hiểu và thiết lập chúng. Tuy nhiên ta cũng thấy rằng mọi việc sẽ đơn giản hơn nếu như ta có thể phân chia bài toán lớn đó thành các bài toán nhỏ hơn. Đấy, ví dụ bài toán A này, chúng ta lại phân chia thành các bài toán nhỏ hơn là B, C, D này. Chúng ta chia thành các bài toán nhỏ hơn. Điều đó cũng có nghĩa là nếu coi bài toán ban đầu ý của chúng ta là một module chính, thì chúng ta cần chia nó thành các module con, và dĩ nhiên thì với tinh thần như thế thì đến lượt nó các module con này lại chia tiếp thành các module ứng với từng phần việc cơ bản, lại chia tiếp thành các module con và bao giờ ứng với từng các phần việc cơ bản mà chúng ta đã biết cách giải quyết chúng ta mới dừng. Như vậy việc tổ chức nơi giải của bài toán sẽ được thể hiện theo một cấu trúc phân cấp có dạng như sau. Ban đầu là bài toán lớn A, module A này. Chúng ta chia thành 3 module con là B, C, D. Đấy, thế sau module C thì chúng ta thấy là giải quyết được rồi thì dừng luôn, không phải chia nữa. Đấy, còn module B vẫn còn to, thì chia tiếp ra. Chia tiếp module B thành E, F, G. Đến đây giải quyết được rồi, không phải chia nữa. Module D cũng rất là to, vẫn còn to, để chia tiếp ra thành module H, I. H, I giải quyết được rồi, không chia nữa.
ý tưởng như vậy. À, cách giải quyết bài toán theo tinh thần như vậy được gọi là chiến thuật chia để trị, chia ra từng phần từ nhỏ một để trị, trị đấy tức là ra giải quyết được, giải quyết được thì nó gọi là trị được. À, để thực hiện chiến thuật đó thì người ta dùng cách thiết kế từ đỉnh xuống, chính là top down design. Đó là phân chia, đó là phân tích tổng quát toàn bộ vấn đề, xuất phát từ những dữ kiện và các mục tiêu đặt ra, để đề cập đến những công việc chủ yếu, những công việc chủ yếu trước. Chúng ta đề cập những công việc chủ yếu trước. Đấy, kiểu như là tổ chức đám cưới thì công việc chủ yếu là gì đúng không? Tổ chức đám cưới thì công việc chủ yếu là phải có bộ phận tiếp khách, bộ phận hậu cần. Đấy, công việc chính trước đã, chưa quan tâm đến phải giải quyết thế nào. À, rồi sau đó mới đi dần vào giải quyết từng phần việc cụ thể một, từng phần việc cụ thể một cách chi tiết hơn. À, cũng vì vậy mà người ta còn gọi cách thiết kế này là cách thiết kế từ khái quát đến chi tiết. Đầu tiên ta quan tâm khái quát này, thì sau đó chúng ta cứ để chi tiết dần ra, khi nào giải quyết được thì thôi. Thế cái hình ảnh trên là mang tính tượng trưng thôi. Đấy, còn đây chúng ta thử xem một cái hình ảnh có hình thức thực tiễn này. Ví dụ đây, để viết chương trình quản lý bán hàng chạy trên máy tính ấy, với các yêu cầu là hàng ngày chúng ta phải nhập các hóa đơn bán hàng này, hóa đơn nhập hàng này, tìm kiếm các hóa đơn đã nhập này để xem hoặc sửa lại này, in các hóa đơn cho khách hàng này, tính doanh thu lợi nhuận trong khoảng thời gian bất kỳ, tính tổng hợp kho xem còn bao nhiêu này, tính doanh số của từng mặt hàng này, từng khách hàng này. Đúng không? Thế thì đấy, đầu tiên là ví dụ chúng ta đã học công nghệ thông tin rồi đúng không, ở quê này có bạn làm kinh doanh nguyên vật liệu chẳng hạn, bạn kinh doanh rất phát đạt, trước đây cứ làm thủ công, bây giờ phát đạt thì hàng nhiều, khách nhiều, cứ làm thủ công thì rất mất thời gian, nhờ chúng ta viết chương trình quản lý cho bạn với những yêu cầu như thế thì chúng ta sẽ viết thế nào đây. Rõ ràng với nhiều cầu thế này mà chúng ta nao ngay vào chúng ta viết thì chắc chắn là sẽ không đến đích được, chương trình bạn sẽ không dám dùng. Đấy, chúng ta phải phân tích, phân tích trước ạ. Thì cái phân tích này thực ra cũng phải cần có kinh nghiệm, những người mà phải có 3 năm kinh nghiệm trở nên thì phân tích thì nó mới hay được, nó mới kín kẽ được. À, ví dụ trong nữa thầy sẽ còn thời gian thầy sẽ hỏi các em, nhưng mà chắc cái chỗ này đến tuần sau thôi. Thế còn đây chúng ta thì nói tiếp một vài ý nữa thôi nha. Thế thì xuất phát từ rất nhiều các yêu cầu trên, đúng không? Ta không thể có ngay giải thuật để xử lý được, mà phải chia bài toán đó thành 3 nhiệm vụ chính. Đầu tiên ta chia thành 3 nhiệm vụ chính đã, cần giải quyết như sau. Thứ nhất là nhiệm vụ thứ nhất là phải xử lý các danh mục để quản lý theo dõi thông tin về hàng hóa và khách hàng. Nhiệm vụ thứ hai là xử lý dữ liệu của các hóa đơn hàng, các hóa đơn bán hàng và hóa đơn nhập hàng. Nhiệm vụ thứ ba là in các báo cáo về doanh thu lợi nhuận của đấy, chúng ta chia nhỏ thành 3 nhiệm vụ đấy. Thế đầu tiên là chúng ta thấy có bài toán quản lý bán hàng đấy, chia thành 3 nhiệm vụ. Thứ nhất là xử lý danh mục này, xử lý hóa đơn này, in báo cáo để phân vùng nữa ra. Chỗ này chính là cũng là để tinh thần làm việc nhóm ấy, đúng không? Xong ta phân thành thứ mỗi nhóm xử lý một mảng, đúng không? Xong ghép vào với nhau. Đấy, thì đầu tiên chúng ta chia bài toán thành 3 bài toán nhỏ đã. Thì các nhiệm vụ ở mức đầu này thì tức là chia thành 3 cái nhiệm vụ ban nhỏ này được xem là mức ban đầu này, thì rõ ràng là vẫn còn tương đối phức tạp, cần phải chia tiếp thành các nhiệm vụ con. Chẳng hạn cái nhiệm vụ xử lý danh mục ý, thì được chia thành 2, xử lý danh mục hàng hóa và xử lý danh mục khách hàng.
Thế thực ra ấy, để đáp ứng nhu cầu phát triển thì rõ ràng bạn mà kinh doanh phát đạt thì bạn phải tuyển nhân viên, còn tuyển nhân viên thì đúng ra là phải thêm một cái gọi là danh mục nhân viên đấy. Ví dụ ban đầu thì thôi toàn người nhà một hai người thì thôi không cần danh mục nhân viên, sau này mà này, tuyển đến hàng 20 người đến trở lên thì rõ ràng phải cần một cái danh mục nhân viên đấy. Chúng ta quản lý để xem ai làm việc hiệu quả đúng không, còn trả lương thì thưởng thì đó, ý là như vậy. Còn đây thực ra còn đang thiếu danh mục nhân viên. Trong danh mục hàng hóa thì phải thêm các nhiệm vụ nhỏ hơn như là đấy, tức là khi đã chia thành xử lý danh mục đã chia thành hàng hóa và khách hàng thì nó vẫn còn to. Hàng hóa này phải chia tiếp, hàng hóa chi tiết thành thêm hàng mới này, tìm kiếm hàng này, tổng hợp kho này, ý là như vậy. Thì đến mức là thêm hàng mới, tìm kiếm hàng, tổng hợp kho thì có thể coi là đã giải quyết được rồi, nó không chia nữa. Để cứ như vậy thì cấu trúc nó sẽ xử lý danh mục nó sẽ như sau. Đấy, danh mục hàng hóa này thì có chia nhỏ tiếp thành thêm hàng mới này, tìm kiếm hàng này, tổng hợp kho này. Tổng hợp kho thì chúng ta chia nhỏ tiếp, vẫn chia nhỏ tiếp, chúng ta đổ kho thì nó vẫn là khái niệm lớn, nó phải chia nhỏ tiếp. Trong đó phải có tính tồn kho, mỗi thời điểm chúng ta phải xem là tồn kho còn bao nhiêu. Tiếp theo là tính doanh thu lợi nhuận của từng mặt hàng, mỗi mặt hàng thì có doanh thu bao nhiêu, lợi nhuận bao nhiêu. Từ đó chúng ta tổng lên chúng ta sẽ có doanh thu lợi nhuận của cả cửa hàng, đúng không? Thế thì cái cách thiết kế giải thuật theo kiểu top down như trên ấy thì giúp cho cái việc giải quyết bài toán của chúng ta được định hướng rõ ràng, tránh xa đà ngay vào các chi tiết thú. Nó cũng là nền tảng cho cái việc lập trình của cấu trúc. Lập trình của cấu trúc thì chính là cũng trên tinh thần là trên xuống ấy. Thông thường đối với một bài toán lớn ấy, thì việc giải quyết nó phải do nhiều người cùng làm, như thầy vừa nói rồi, làm được nhóm ấy. Chính cái phương pháp mô đun hóa này thì cho phép chúng ta tách bài toán ra thành các phần độc lập để tạo điều kiện cho các nhóm giải quyết phần việc riêng của mình mà không ảnh hưởng đến nhóm khác. Với chương trình được xây dựng trên cơ sở của các giải thuật được thiết kế theo cách này thì việc tìm hiểu cũng như sửa chữa chỉnh lý sẽ dễ dàng hơn. Nó phân vùng rồi, thuộc phạm vi vùng nào chúng ta sửa vùng đó. Trong thực tế thì việc phân bài toán thành các bài toán con như thế thì tất nhiên không phải lúc nào cũng dễ dàng, không phải dễ dàng. Chính vì vậy là với những bài toán, chính vì vậy mà có những bài toán nhiệm vụ phân tích và thiết kế giải thuật thuật giải cho bài toán còn mất nhiều thời gian và công sức hơn nhiệm vụ lập trình. Và thực ra là chúng ta phải học nhiều môn khác nữa, như thầy nào nói phải học cái môn phân tích thiết kế hệ thống thông tin này, hay là môn công nghệ phần mềm này, hay là môn quản lý dự án phần mềm này. Đấy, chúng ta phải học thêm cái môn phụ trợ khác vào thì chúng ta mới có thể thành nhà và phân tích thiết kế chuyên nghiệp được. Và với một về thì chính vì cái vai trò quan trọng của nó, chỗ này các em chú ý là nó cũng như là cái thiết kế ngôi nhà thôi, nó rất là quan trọng. Chúng ta thiết kế không chuẩn cái này, chúng ta xây lên là rất nguy hiểm, đã xây lên rồi là đập đi xây lại rất tốn kém. Thế do vậy là cái công việc phân tích thiết kế này, nó thứ nhất nó phải đòi hỏi những người có kinh nghiệm thực tiễn nhiều năm làm việc, và mặc dù có kinh nghiệm rồi thì nó cũng đòi hỏi là phải mất nhiều thời gian vào đó. Và thực ra người ta tính công sức chi phí vào đây trung bình là từ 50 đến thực ra là phải từ 60 đến 70%, các em nhé. Tức là để hoàn thành một sản phẩm phần mềm thì cái thời gian dành cho phân tích thiết kế nó chiếm đến 60 đến 70% thời gian. Khi đã có bản phân tích thiết kế rồi thì chúng ta
thuê người viết code thôi, người viết code cũng như Việt Nam chúng ta phải đi gia công phần mềm rất nhiều ấy, kiểu như vậy. Viết code thì cứ theo bản thiết kế mà viết thôi, thời gian nó sẽ không mất nhiều, chiếm khoảng 30% thời gian thôi. Ý chỗ này là như vậy. Đấy thì chỗ này vẫn còn một cái ý nữa là muốn nói là nếu chúng ta không có kinh nghiệm phân tích thiết kế thì chúng ta sẽ để hỏng một chỗ nào đó, đúng không? Thế thì buổi sau thầy sẽ hỏi các em ý đó nha, thầy sẽ chỉ với cái bài toán này, sẽ chỉ một cái cụ thể xem các em phân tích có biết được nó hỏng ở đâu không nha. Thì cái đấy thì chắc để sau thôi, buổi sau thôi. Thì như vậy với phân tích thiết kế hệ thống thì thầy đã trình bày được một phương pháp rồi, từ trên xuống dưới top down. Còn cái phương pháp thứ hai tinh chỉnh từng bước này, cái chỗ này thì mất nhiều thời gian hơn, thì sau thầy trình bày rồi. Theo quy định thì chắc cứ 9 giờ là chúng ta nghỉ được rồi, đúng không? Thế thì có các em nào hỏi gì không? Không ạ. Rồi, nếu các em không hỏi thì buổi học hôm nay đến đây kết thúc nha. Thầy chào cả lớp nha. Chào thầy. Thầy chào các em.